vậy hả? Gì à? Trời ơi, Tám hơi xấu một chút nhưng mà vẫn là con người chứ không phải ma. Làm gì gặp tao gì gặp ma vậy? Lại đây biểu. Làm cũng giật cái mình nè. À. Lại ngồi đây làm gì giật mình hả? Nhìn giống như ngoài hành tinh vậy đó. Ngoài hành tinh gì? Ngoài hành tinh sắp bắt mày đi rồi đó, hiểu chưa? Ê, sáng sớm mày ngồi thảnh thơi quá ha. Dạ đúng rồi, sáng sớm mà. Mày làm cái nhiệm vụ gì trong cái ngôi gia này mà mày ngồi thảnh thơi mày uống trè vậy? Dạ cũng không có gì cao sang lắm, người ở thôi. Mày người ở ha. Thảnh thơi ghê vậy đó ha. Dạ. Sáng giờ nấu cơm chưa? Dạ chưa. Tưới cây chưa? Chưa. Làm vườn chưa? Dạ chưa. Giặt đồ chưa? Nói chung là bây giờ ông Tám đừng có hỏi gì hết, con chưa làm cái gì hết được không? Ồ thế à? Dạ. Vậy con ngồi im đi con. Dạ. Con ngồi đây. Dạ. Ngồi im, ngồi sang trọng lên con, kéo mẩy lên. Ồ sang quá. Ngồi giật miên vậy đi. Dạ. Để tao quỳ xuống đây tao lại mà. Trời ơi là trời. Con Tám thôi rồi. Mày á là ở đỡ. Dạ. Chứ không phải mày ông cố nội tao. Dạ dạ. Muốn dạ mày về trả lương mà. Dạ. Trời dạ ơi, một tháng 250 mà. Dạ. Ha. Chứ đâu phải là không có trả lương cho mày đâu. Sáng sớm tới giờ mày ngồi mày uống nước. Mày biết nước này á, mỗi một ngày là mày uống như vậy là bao nhiêu tiền của tao hay không? Trời, tiền nước mà ông Tám còn tính cho con luôn á hả? Tính hết á. Trên cuộc đời này không có cái gì mà không quy ra bằng tiền hết trơn á. Nghe mày. Dạ. Tao hỏi mày nè, trà nè có mua không? Dạ có. Mua có tốn tiền không? Dạ có. À, nước nè cuối tháng có trả tiền nước cho nhà nước không? Dạ có. Tiền con không luôn á. Trong tháng có trả tháng nào đâu, tiền tháng tiền lương của con không mày á. Mày xài mày uống là mày phải trả, biết chưa? Dạ rồi. Dạ. Ở trong cái nhà này chủ nhà nói sao là đầy tớ phải nghe theo như vậy. Dạ con nghe. Mày quét nhà chưa? Dạ chưa. Choáng váng với thằng này quá. Mày không quét nhà hả? Bây giờ muốn làm nữa không? Dạ 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 dạ, quét. Quét nhà đi. Ê ê ê ê. Trời ơi trời trời trời. Trời ơi, mày múa chổi hả? Dạ thì con làm theo lời ông Tám dặn, quét là phải hơ hơ ở trên thôi. Để đụng dưới đất rồi cái lông chổi nó đụng nó rụng nó hư chổi. Trời đất ơi, có sao đâu con, hãy rụng một cộng trừ một ngàn. Cuối tháng ta đếm lại coi còn mấy cộng là ta tính tiền, vậy thôi. Hiểu không? Cầm chổi lên, không thể buông ra được. Dạ. Phận đầy tớ phải cầm chổi quét nhà. Tao không cần mày biết, không cần biết mày quét làm sao. Miễn sạch nhà cho tao. Quét. Làm gì vậy? Dạ con cầm nhẹ nhẹ ngoài hư chổi. Ờ. Trời ơi, nhà... Bữa nay có đi nhuộm tóc nữa nha. Mày xịt tay mới nè. Nhuộm đâu cha ơi, ở trong nó có cái nón nữa. Nhuộm đâu mà nhuộm. Dạ mốt mới đâu nào. Sáng giờ con ý là con cũng muốn chửi rồi. Con muốn chửi rồi mà con không dám chửi. Dạ. Mày chửi đi, mày cạo đầu tao luôn đi. Mày ăn thịt tao luôn đi. Dạ, mày nhai xương tao luôn đi. Anh Tám. Ngồi chơi. Ê, mà sao bữa nay nhìn thấy lạ quá vậy Tám? Hả? Lạ gì? Lạ không? Lạ. Cái mô đen mới. Mới hả? Mô đen gì vậy? Hả? Fashion mới đó. Fashion đó. À. Mới hả? Vina Nila đó. Trời ơi. Kêu là Vina Nila. Ờ. Ni lông Việt Nam. Cái này có mấy fashion đâu, giống như là những điều kỳ quái, những điều kỳ thú không ta? Hình như này nó thích ăn đòn hay sao mày? Mày hổn. Hổn quá. Mày hổn. Quá hổn. Mày biết là mô đen gì không? Mô đen gì? Móc bọc. Có duyên quá à. Vẫn chơi cho nó vui. Có duyên quá, móc bọc. Nhà cao cửa rộng rồi móc bọc. Nhà ông mới móc bọc á. Ông sắp đi móc bọc rồi đó. Làm vậy? Ông đừng có trù tôi, nghe chưa? Sắp đi móc bọc. Không biết thì dựa cột mà nghe đi. Cái này mô đen mới mà nó tác dụng dễ sợ lắm đó. Nó tác dụng sao? Tác dụng sao? Đây nè, nói cho nghe. Bây giờ cái nón á ha, cái nón mình đội á. Để bình thường á thì nó trời nắng, ánh nắng á, nó rọi vô, thấy không? Nó rọi vô, rồi trời mưa nó rọi, nó rớt vô. Rồi lâu ngày giải nó bị mục, nó bị hư, mau hư. Mình lấy cái bao ni lông này mình trùm lại, hiểu không? Đó, nắng mưa không bao giờ tấp vô được cái nón, hiểu không? Tại vì cái nón mình xài có một tháng, cái này mình xài 10 năm. Trời ơi! 20 năm! Trời ơi! 100 năm! Tôi chết rồi mà cái nón nó vẫn sống. Con này mới vui nè. Đây sao? Đây nè, tôi nói ông nghe, một đôi dép là mua bao nhiêu tiền?
đôi dép là bây giờ cho nó là 10.000 đi. Đúng, đôi dép là 10.000. Mình mà mang nó mòn, nó cũ á, một tháng thôi, thấy không? Mình phải mua đôi mới. Đúng rồi. Đúng không? Bây giờ lấy cái bao ni lông này cột lại, đi không mòn, không cũ, xài 1 năm. 10 năm. Má ơi. 100 năm. Tôi chết rồi, đôi dép vẫn còn. Tám. Tiết kiệm dép, tiết kiệm nón rồi mua bao ni lông chùm lại cũng vậy à? Đúng rồi. Tao đâu có mua bao ni lông. Vậy chứ bao ni lông mỗi lần tao đi chợ á là tao xin thêm 2-3 cái. Ví dụ như mua trái ớt xin 2-3 bao còn đi lông, hiểu không? Không cho, không mua, vậy thôi, hiểu không? Bao ni lông này là ông xin luôn đó hả? Xin không. Rồi đi đó. Tôi lại ông gì sợ nổi. Tôi lại ông gì vậy, ông làm gì vậy bà? Trời đất ơi, tới mức độ mà bao ni lông cũng xin luôn nữa ông nội ơi. Này hả, trên đời này á mà đẻ ra 10 người như ông Tám á là tiệm nón, tiệm dài dép, dẹp tiệm, nghỉ bán. Không dẹp con, nó không bao giờ dẹp. Nó chỉ có bán ế thôi. Dẹp, hiểu không? Nghề của nó mà sao nó dẹp được. Tám, tám, tám. Ngồi. Bây giờ hỏi thăm cái này nữa nha. Hỏi thăm đi. Lâu quá rồi đó. Ừ. Mới thấy ông mặc được cái áo này đẹp đó nha. Ông khen cũng bị lố. Áo này tôi mặc cả năm rồi mà ông khen cũng bị lố nữa. Ủa, mặc cả năm mà sao tôi ít thấy anh mặc lắm á? Cả năm rồi. Hiểu không? Vậy hả? Trời đất ơi, bền không, bền không? Bền. Đố ông tôi mua áo này nhiêu? Mua áo này à, ít nhất cũng phải là 250.000. 25.000. Bạn vừa hỏi ê cái áo này bao nhiêu, nó nói đúng giá. Ông vừa nói 250.000, tôi trả 25.000 bán liền. Bán liền? Bị hớ rồi đó. Bị hớ. Đáng lẽ là tôi trả 2.500 đó. Trời đất ơi. Ông hả miệng ra coi. Ý, răng còn nguyên hả? Trời. Ủa không, không có rụng cái nào hả? Mới làm lại đó. Không biết hay cả. Trời ơi, sao không biết? Mỗi lần đi mua cái gì bị giả rớt mấy cái hoài. Chứ còn cái gì nữa? Trả gì mà quá lố. Có gì đâu lố. Đàn ông trai mà đi chợ mà trả giá gì là không có được. Bởi vậy mày phải học tao. Mày là đầy tới, mày đầy tới trong nhà giống như ngang hàng tao vậy mày. À, mày chỉ có đứng thôi nghe chưa? Dạ, dạ. Bữa nào mày ngồi tao chặt què giò cho mày ngồi. Dạ, luôn dạ, suốt dạ, đời dạ, á. Dạ, đứng, đứng, đứng. Nghe chưa? Dạ, dạ, dạ. Mày phải học ông chủ của mày. Mai mốt mày đi chợ đó, dạ, là phải trả giá. Hiểu chưa? Ví dụ ra nó nói chết chanh. Hỏi chết chanh bao nhiêu? Hiểu không? Dạ. Nó nói là 2.500. Một trái. Một trái. Mày phải trả là 2.500, 10 trái. Một ký. 2.500 một ký. Đó, còn phải như vậy đó, dạ, hiểu không? Rồi con cũng bắt đầu đi làm răng lại như là ông Tám luôn. Để tao giới thiệu chỗ làm răng cho. Ủa, có luôn hả? Có. Dạ, dạ. Nói mày nghe mà cái thằng quỷ nha sĩ làm răng á, nó cũng nói thách dữ lắm nha. Ủa trời gì luôn hả? Nó nói 1.000.000 mày trả 100.000 cho tao. 100.000 một hàm. Ê, hỏi 100.000 một hàm cũng còn mắc. Tao chỉ cho hai ông cháu mày nè. Sao, tới sao, chỗ sao? Này làm răng không tốn tiền. Dạ. Mà răng tha hồ lửa luôn. Dạ. Mấy cái chỗ mà tao làm heo làm bò đó. Có đủ răng. Nó nghe tưởng tượng đi. Hai người leo đây ngồi nè. Cái tôi đốt nhang luôn. Hai người giống như sắp leo bàn thờ vậy đó. Trời ơi, tính còn hơn tôi nữa. Ở đâu mà 100.000 nguyên hàm mày? Hả? Rồi ở đâu rảnh quá đi ra lấy răng trâu, răng bò gắn vô trong họng. Mấy người á phải biết tiết kiệm. Nhờ tôi á, bòn tro đãi trấu ăn mắm mút dòi dắt chài ra nước tôi mới có cả nhà to đúng rồi, thấy chưa? Thôi. Chứ không phải như anh đâu, đã thấy chưa? Thấy. Ê, anh kia. Dạ. Bà Tám đâu rồi? Ủa, bà Tám phải vợ con đâu sao không hỏi con? Mày. Ê, hai người ăn nói cho đàng hoàng, mày cũng vậy nha. Hai người nói sao? Mà tôi cảm giác giống như vợ tôi là vợ chung hay sao á. Anh tự nhiên hôm qua nhà tôi, ông hỏi vợ tôi làm sao. Vợ tôi với ông có chuyện gì nói. Ê, đây làm gì? Ông có tin là tôi phan cái bình này vô mỏ không? Không phải. Ông phan cái bình này là tốn tiền phải tiết kiệm. Anh đừng có nghĩ tầm bậy. Tại vì mỗi lần tôi qua đây đó là tôi hay thấy chị Tám đang ngồi đây với anh. Bây giờ tôi thấy vắng bóng không thấy chị Tám là tôi hỏi. Ờ. Ê, bái về kìa, bái về kìa. Sầu. Yêu nữ nào đây? Yêu nữ nào? Vợ ông nè, thấy chưa? Ông luôn rồi đó trời. Trời đất ơi, bà làm gì vậy? Bà làm tôi tưởng đó hiệp nữ u hồn không à trời. Làm gì mà trùm kín mít vậy nè? Thì cũng tại ông hết.
Tại sao tại tôi? Hồi tối nè ông nằm gần tôi nói mình ơi mình bây giờ mình suy nghĩ làm sao mình phải tiết kiệm ha, là mình mau làm giàu, cho nên sáng tôi suy nghĩ, tôi dậy tôi suy nghĩ thì tôi lấy tôi cái mùng ha, tôi cắt cái mùng cái tôi mai thành cái nón. Cái mùng mới mua hôm qua bà cắt nát vụn vậy đó hả? Dùng cái mùng mới mà tôi ngu sao cái mùng cũ chứ bộ. Này có tác dụng gì? Tác dụng ha là mình tránh được mũi nè, tránh được ong chích nè ha. Tối tôi với ông á chung vô đây, hai đứa mình nhỏ con mà chung vô cái mình ngủ được. Đâu thử tối vô tôi vô chưa chưa. Ê trời ơi, ngủ đứng ha. Sao ngủ có đêm, ngủ có đêm sáng dậy chết đứng như Từ Hải hả? Trời ơi tiết kiệm ông này. Hay. Không ngờ bà còn hơn tôi nữa trời trời. Đây gì? Hai vợ chồng anh quá có tài. Sao? Tính toán quá hay. Đồng vợ đồng chồng đội có mùng như hai đứa khùng. Trời đất ơi. Theo con nghĩ là cái này là hư cả một thế hệ rồi. Sao hư cả thế hệ? Đắng lòng gia đình này quá à. Tiết kiệm quá đắt. Trời ơi tiết kiệm làm giàu chứ mày. Cái thằng này. Trời ơi thằng này là. Mày có tin tao trừ lương mày không? Hả? Ừ. Hả thằng kia? Dạ, mệt mỏi ghê đó. Trời sáng tạo quá. Sáng tạo của tôi có lý không? Tốt quá. Em biết không, rồi ban ngày á mình không có làm gì, mình không có ngủ á thì mình lấy cái này này mình lưới cá hay là mình trời gió tét gì đó mình vẫn ăn không được. Nhưng mà vậy cũng không có ổn. Bây giờ nha, một lát á tôi với bà vô cắt bao ni lông ra rồi nối lại rồi trùm ở ngoài vậy nữa nè, bảo vệ để tôi nó một cuốn. Hai lớp đó, lớp bên trong là giải mùng, lớp ngoài là ni lông. Bó tay hai vợ chồng ông luôn à. Kệ tôi vậy mới giàu. Trời ơi vậy. Qua đây chi vậy? Thì qua uống trà chơi với anh à. Trời đất ơi, qua uống trực thì nói uống trực đi, bày đặt uống trà chơi với anh. Không. Trời ơi. Nó rảnh ghê vậy đó. Dạ, chủ nhà thảnh thơi quá ha, ngồi uống trà ha. Đã chịp đấy. Dạ, nhà có ra bàn, ra bàn. Sao bóp cổ nó? Trời này, ai mượn mày lao dạy mày? Ai dạy mày? Ai mượn, ai sai, ai biểu mày lao bàn? Ủa thì cái bàn nó có dơ rồi mày bụi rồi phải lao chứ sao? Trời về đây nè, từ trước tới giờ mày vô mày thấy vợ chồng tao lao bàn không? Hả? Hả? Có khi nào mày thấy vợ chồng tao lao không? Mày thấy ở trong nhà này, mày thấy vợ chồng tao có bao giờ lao tủ, lao bàn, lao ghế gì không mày? Hả? Ủa chứ giờ nó vô rồi không lao chứ làm gì trời? Không được lao, mày lao nó sẽ mòn. Trời ơi! Mày lấy cái mỏ mày thổi thôi. Dạ đúng rồi. Thấy chưa con? Thôi mày đừng có bắt chước ổng làm cái gì. Nè ổng thổi viết cái mỏ ổng nhọn nghe không? Cái sàn nhà mà ổng còn thổi mà. Đừng nói chứ cái bàn. Quá đáng. Ta chặt mỏ à. Thì con làm theo lời ông Tám mà. Ông Tám khó quá à. Không cần biết mày làm cách nào miễn sạch thì thôi. Nhưng không được lao. Một lát bà vô bà lấy cái thước cho tôi. Tôi đo kỹ lưỡng hết. Đúng. Để mòn bao nhiêu, trừ lương bấy nhiêu. Nhớ chưa con? Trời ơi. Trời ơi. Ủa? Cha nội của ông à. Trời ơi, chua quá. Chào ông nội, chào bà nội. Chào ông Năm. Con. Em chào chị. Ủa, ở đây có một bạn nào giới tính nữ hả? Nói mày đó. Trời đất ơi. Thôi em. Anh làm ở đây không biết bao nhiêu lâu rồi em không phân biệt giới tính của anh nữa hả? Ra nữa ở đó nó. Trời đất ơi. Con, sao vậy con? Sao mà ông nội mua cho con chiếc xe đẹp quá mà con không chạy, con dắt bộn chi cho mệt vậy con? Sao vậy con? Dạ không phải. Ông nội, bà nội không biết gì hết. Xe đạp á, nếu như mà con ngồi lên, con đạp á, là hả, sẽ mòn bàn đạp nè. Tật. Mòn tay cầm nè. Mòn lớp nữa. Trong khi đó đi bộ chỉ có mòn đôi dép thôi à. Đôi dép có 10.000 à. Chiếc xe đạp tới 1.000.000 lận á. Tiết kiệm mà lây qua tới đời con, đời cháu luôn rồi, nó thấy trời chưa? Ơi, cháu nội thì giỏi. Trời ơi. Ủa vậy là nó giỏi. Vậy là nó giỏi. Nó biết tiết kiệm cho ông bà nội của nó. Con hay quá. Nhưng mà con ơi, ông nội nói con nghe nè. Mai mốt con không cần phải tiết kiệm đâu, con cứ chạy xe. Tại vì người ta sản xuất chiếc xe đạp để cho mình chạy, cho mình khỏe. Con dắt bộn vậy á, con mệt. Con mệt từ giữa trưa nắng, con trúng nắng. Con về con điện.
con bệnh xong con nằm bệnh viện, cái con nằm bệnh viện cái ông tốn tiền, con hiểu không? Là nhiều hơn nữa con hiểu không? Cứ chạy thoải mái đi nghe không? Dạ. Nha. Ừ. Làm sao? À, bữa nay đi qua nhà ông bà ngoại vui không? Con. Ừ, có cái gì bệnh có gì vui kể ông bà nội nghe coi. Dạ. Sao, sao con? Vui không? Cái gì? Sao không nói vậy? Chắc mai mốt con không dám qua nhà ông bà ngoại nữa đâu. Ủa sao vậy con? Ủa sao vậy con? Làm bể đồ rồi phải không con? Con dạ bị la hả? Hồi sáng á, mẹ kêu con á là ra ngoài tiệm tạp hóa mua bánh kẹo với lại sữa cho ông bà ngoại. Nhưng mà con thấy ông bà ngoại lớn tuổi rồi, không có ăn uống gì nhiều á, nên là con kêu người ta in hình bánh nè, kẹo nè, sữa nè cho ông bà ngoại. Để nó coi. Mốt á mà ông bà ngoại á thèm ăn á, nhìn cái đó là hết thèm mà. Trời đất ơi, kêu con mua hiện vật, con qua con tặng hiện hình. Trời đất ơi, ghê quá. Dạ cho đỡ tốn tiền. Ờ nó tiết kiệm. Như vậy là trời ơi, nó giống ông nội đó. Trời ơi, mới bị lớn mà biết tiết kiệm quá, ông nội tương quá con ơi. Con đừng có ôm ông nội. Ôm ông nội cái mòn cái áo ông nội. Ông nội tốn tiền nữa nghe con ha. Xàm xí quá. Xàm xí xăng ta nưa. Sợ thiệt. Trời ơi, con nhảm xí. Rồi sao nữa con? Rồi cái hả, ông bà ngoại hỏi con, trong nhà con thương ai nhất? Con nói con thương ông nội nhất. Ý trời ơi, con đây. Cưng quá trời cưng đi. Bởi vì tôi thương cháu nội tôi lắm đó. Con thương bà nội nhì. Trời ơi. Đã quá, có hiểu qua đi à. Bởi vì á, bà nội là nhà thiết kế siêu tiết kiệm. Trời ơi. Biết sao tiết kiệm không Năm? Trời ơi, ta nói nghe, ta mặc cái quần á, ta mặc 2-3 năm. Còn á bà Năm đây á, ba mặc cái quần, ba mặc 9-10 năm. Từ cái quần dài ba mặc 2 năm cái ba cắt lên thành quần sọt. Cái quần sọt nó mặc được 3 năm cái ba cắt lên thành cái quần đùi. Mặc cái quần đùi 3 năm cắt lên thành mà cái quần ai. Mày có tin là thật giả mày không? Quần bơi, quần bơi. Dạ. Đó mà ta cắt lưỡi. Ta cắt lưỡi mày á, nha. Nha. Ê cái mồm của tôi. Mà làm hư cái đó là tao trừ lương nha. Trời ơi là trời, lương nó 250 mà tháng nào cũng lãnh 2,500 mà nó không sợ nè trời. Nó nói chính xác mà la cái gì? Cái gì? Là sao con? Con nói à, bà ông bà ngoại con chắc tức ói máu. Con thương ông nội nhất á là tại vì ông nội á là nhà sáng chế thông minh. Nè con, cái này là ông biết. Chẳng những ông nội con là một người sáng chế thông minh mà còn tiết kiệm số 1 nữa. Biết tiết kiệm sao không? Mỗi lần mà người ta tắm á là người ta tắm một lần 4 xô nước, 5 xô nước. Ông nội con tắm á chỉ có 1 ca thôi. Muốn trồng răng không? Hả? Răng tốt không cần có duyên quá. Sao không biết là tôi tắm con ca nước? Trời ơi, ngày nào cũng ngồi vậy ông có cái mùi là tôi biết rồi. Trời ơi, hèn gì mấy ngày nay tưởng đâu trong nhà có chuột chết không hà. Có mùi. Thằng ê, tháng này mày lãnh lương có 1,000 thôi đó. Rồi sao con hả? Dạ bởi vì con thương ông bà nội á, nên là con nghĩ mai mốt ông bà nội già con phải phụng dưỡng chăm lo cho ông bà nội, làm cho ông bà nội vui vẻ. Trời thích quá, thích quá. Mẹ cháu của ông cháu tôi có hiếu lắm mà. Đúng rồi. Trời ơi, bằng cách đó là gom ông nội nè, ông ngoại nè, bà nội, bà ngoại. Ủa, gom chung chi vậy con? Dạ, vô viện dưỡng lão ở chung cho đỡ tốn tiền. Con đừng nói là mỗi năm con đi thăm lần cho đỡ tốn tiền nha. Dạ đúng rồi. Trời ơi. Ủa, tôi mang cái gì mà giống như trời pate vậy trời. Trời ơi, ông Đồng ơi, mở ra giùm tôi đi. Nó bắt trước ông rồi, nó thấy chưa, mở ra đi, mở ra. Vậy sao, không tiết kiệm nữa. Con cháu nó học hỏi. Trời ơi, tiết kiệm kiểu này không được. Tiết kiệm quá, tiết kiệm lố. Trời ơi, đỡ anh tôi, đỡ lại giùm tôi. Con ơi, tiết kiệm là tốt, nhưng mà đừng có tiết kiệm quá lố nha con. Nha con. Dạ. Trời ơi, nhìn cái thang bà nội. Nhìn đi.
mất rồi bà nội ơi. Thôi cao một miếng nữa đi, nhìn nó đẹp hơn. Thôi cần chưa? Đó, nó nặng quá, nó tuột xuống đây nè. Rồi, bây giờ nghiêng trái. Được chưa? Không đẹp, không đẹp, nghiêng phải. Bà mệt quá. Không, xoay đi, nó nghe nè. Một lần nữa thôi, xoay đi. Bà cứ nãy giờ cách tiếng đồng hồ à. Trời ơi, ông ở trên đó, ông có thấy tôi ở dưới đây, tôi nhìn được bao quát toàn cảnh, tôi biết cái nào nó đẹp nhất. Biết rồi, bà ở dưới bà hay quá à. Ở dưới người ta canh dễ hơn mà từ nãy giờ một tiếng đồng hồ mà canh không được là sao? Thôi mệt quá, ráng xoay giùm tôi một lần nữa đi. Bà nhổ, bà leo lên đi, bà làm đi. Tôi sợ độ cao. Bây giờ là bà bên nào nghiêng nè? Bây giờ xoay một vòng. Hả, xoay một vòng hả? Xoay một vòng 360 độ. Trời đất ơi, xoay vòng 360 độ bà lạnh quá à. Xây 360 độ là anh trở lại chỗ cũ rồi. À vậy thôi xe 180 độ đi. 180 độ hả? Ừ. Vậy là cuộc thi gì? Cuộc thi vừa nhân siêu tiên cát dòng hả? 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 Thôi vậy thôi. 180 độ có nghĩa là lật ngược lại vậy là người ta đồng sao? Túm lại là bây giờ ông nhìn đi, ông để cái tay đi, tôi nói tới đâu ông chỉnh tới đó. Bây ông... giờ bà đi ra ngoài kia. Bà ra ngoài kia bà nhắm, bà đứng ở đây bà nhắm không có được. Ha, cả tiếng đồng hồ tôi mệt mỏi quá tôi nha. Tôi đi ra tôi không nhịn cái thang ông té đáng chịu nha. Nói chung là hùng vốn làm ăn với bà tôi cảm thấy là tôi bực bội rồi đó. Nha, đi ra ngoài kia. Đi ra ngoài kia canh. Làm có chút xíu mà. Đi ra ngoài kia canh. Làm chung với nhau thì dễ dãi chút đi cho công việc xuân sẻ. Đi vô trong này vịnh. Bây giờ là đi ra hay đi vô? Vô đây vịnh. Bà khôn quá. Bà không leo lên đi, bà leo lên đi, bà không ai vịnh, bà té, bà cào đồm, bà chứ ở đó. Nuôi tôi không? Nuôi tôi tới già không? Hả? Bắt tôi leo trèo. Đi ra ngoài kia canh. Đi ra ngoài kia canh. Ê, đi vô trong này vịnh. Thôi nha. Tôi không vô nữa. Tôi đứng ở đây tôi nhìn nè. Bây giờ sao? Một lần thôi nha. Cái thang này nè nha, nó rung rinh nha, tôi không nhìn nha, leo xuống không té đáng chịu nha. Nha, nha. Bà đứng bà canh nha, tôi nói trước rồi đó. Nè. Bà làm gì mà rung thang vậy? Tôi không có rung, ông rung. Bình tĩnh, không nói sao nghe. Hình như động đất 9 độ rít tè ha. Mệt mỏi ghê vậy đó. Tôi với ông á, Hùng Dũng làm công ty phải không? À. Bây giờ công ty á, trời ơi, có hai mạng à. Bởi vậy cái gì mình cũng phải biết làm hết, tôi luyện cho ông thôi. Hay quá, bây giờ tôi luyện cho bà nè. Luyện gì? Dẹp cái thang. Bưng lên. Làm gì nó nhẹ tinh nè trời ơi. Gì vậy? Đi hướng nào vậy trời? Đi xuống đi nè. Bà, chưa gì hồi đó bà không có học hình học hay sao á. Ông á. Bà bưng như vậy nó rất là khó. Bà chỉ xuống đi. Đó. Trời ơi, tôi muốn để cái chân trời. Thấy bà nào mà lớn tuổi mà ngu như bà đó. Bà làm gì vậy hả? Ông làm gì vậy? Bà làm gì vậy? Ách giữa đàn đeo gông vô cổ hả? Tôi mệt quá, tôi buông. Ê, chạy ra đây. Trời ơi, thôi để xuống đây giùm tôi cái đi, mất nhiều thời gian quá. Ngày hôm nay là cái ngày quan trọng mà ông làm được lắm mà. Rồi, lại đây. Thiệt á, chưa làm được cái gì hết, mệt muốn chết. Ủa sao khiêng cái thang xong tôi đi ngang không vậy bà nội? Đi vô đây. Nè, uống miếng nước dừa đi, cho nó đỡ mệt. Rồi, vừa uống, nghe tôi hỏi luôn. Lạ, cái gì vậy? Trà thiêu rồi má ơi. Trời ơi. Sao ông không thay nước trà? Trời đất ơi. Cái nhiệm vụ pha trà là của bà mà giờ bà đổ qua tôi luôn hả? Nào giờ tôi dặn là trong cái bình này để nước dừa thôi, bày đặt trà làm chi rồi thiêu mà. Cũng bà không à, người ta để nước dừa hôm qua bà nói là thay nước trà cho nó ngon. Cũng bà không à. Thôi được rồi. Làm ăn với bà mệt mỏi quá. Tôi cũng mệt lắm luôn á. Nhưng mà thôi bây giờ tôi nói nghe nè. Bây giờ cái chuyện... Này nha, tôi chưa có tính cái tiền máy quay mua 10 mấy triệu đó. Cái gì? Cái máy này mà ông mua 10 mấy triệu. Trời ơi, máy này nó hay lắm nha. Hết pin là nó kêu. Hả? Nó có nhạc vậy đó, nó báo nó kêu 3 ngày 3 đêm luôn á. Mình không tắt là nó kêu 3 ngày 3 đêm á. Tắt đi. Máy thì cũng ngộ lắm nha, nó không có cái nút tắt,
mỗi lần muốn nó tắt là lấy pin ra vậy đó. Trời ơi, máy gì kỳ vậy? Máy hiện đại nó vậy đó. Rồi thôi được rồi, bỏ qua cái vụ máy móc này đi. Rồi sao có công cụ để làm việc là được rồi. Rồi bây giờ cái vụ mà casting hôm qua sao rồi? Bà làm ơn giùm tôi đi, nói thiệt á, mình là dân nhà quê. Một á là mình nói hẳn tiếng Anh luôn ha, hai là mình nói hẳn tiếng Việt luôn. Cái gì đó mà bà làm gì bà thuyết minh ra cơ kìa, bà phiên âm ra cái kiểu gì mà dòng casting là cái gì? Tôi nghe mấy người trên Sài Gòn người ta đọc là casting. Thì đó, tôi mới đọc là casting đó. Không, cái này bà dịch vậy là không có đúng. Trời ơi, tôi đọc casting ở dưới quê người ta không có hiểu, thành ra tôi phải phiên âm ra tiếng Việt là casting người ta mới vậy hiểu. Vậy thì bà đề là dòng lựa chọn đi, nó dễ hiểu hơn. Tôi ghét nhất là nửa nạt nửa mở đó. Thôi, nửa Anh rồi. Nửa Việt tôi mệt lắm. Tóm lại là đã tuyển chọn được ai chưa? Có nhiều không? Trời ơi, một rừng luôn. Trời ơi, đông lắm. Trời ơi, đông thí sinh đến với cuộc thi của mình lắm hả? Ừ. Bao nhiêu người? Ba đứa. Ông Hùng hả? Ba đứa mà đông cái gì? Ba đứa là đông lắm rồi đó, bà nội. Bà có biết không? Năm ngày nay tôi đi từng nhà, tôi vận động không? Tôi vận động, tôi thuyết phục. Đây nè, tôi nói chứ đi, lên TV. Cái gì? Tôi nói lên TV. Tôi nói là được lên TV. TV. Biết tôi nói trả lời sao không? Sao? Không cần. Ủa? Nó nạt trong mặt vậy đó. Tôi đấy bây giờ rất là nhiều những cái đứa mà nó trẻ trung á là nó rất là thích nổi tiếng, nó bằng đủ mọi cách nó nổi tiếng, nhưng mắc gì tại sao nó không thích đi thi cuộc thi này? Trời ơi, bởi vậy mới nói nó không có tin tưởng vào cái cuộc thi này, hiểu chưa? Chắc tại thấy công ty của mình mới đó. Đó. Nhưng mà từ từ thì mình mới xây dựng được cái thương hiệu của mình chứ. Nhưng mà nói nào ngay cuối cùng cũng được ba đứa. Rồi thôi bây giờ sắc đẹp lồng lộn lắm. Ba đứa này bảo đảm vô công ty mình nó sẽ nổi lên bình luôn. Nổi lên bình là gì trời? Phải nổi bật bật hay là nổi sao chứ? Nổi bật lên chứ đúng không? Tự nhiên nổi lên bình giống như... Mệt quá. Gọi thí sinh vô, tôi muốn gặp. Các thí sinh, tập trung. Dân tố đặc biệt không có dòng họ nhà tôi đó, hoàng thân quốc thích. Ôi vậy? Dạ. Dạ. Một hàng ngang nhìn thẳng. Cái dây nè. Đúng không? Đúng rồi. Ủa bố. Wow. Dạ. Dạ không gì chú. Cái gì làm cho con giật mình? Con nói cho chú nghe, cái gì làm cho con giật mình? Có cái gì đó mà giật mình? Ồ, giật mình thiệt. Trời đất ơi. Con ơi con, mày đi thi mày làm ơn đi. Đứng ở dưới đất đi, mày đứng trên cái bàn chi vậy bà nội? Chú đứng dưới đất mà chú. Chú á, con này con phải con dạy chú. Mà mình lớn rồi, nói chuyện với con cháu, mình đứng thẳng lên, đừng có quỳ gói chú hiểu không? Quỳ gói con có được. Tao đứng từ nãy giờ nghe mày cái thằng kia. Ôi, chú mới nói gì vậy? Chú mới gì, chú nhắc lại con nghe coi. Thằng kia. Chú bậy quá nha. Con là con gái. Trời. Phải kêu con nhỏ. Không kêu thang được bậy. Trời ơi, mày là con gái hả? Yeah. Nhờ thuyết minh tao mới biết đó. Mai mốt để phụ đề với mày đi con. Con là con gái. Chi? Cái mới dòm tưởng BD giải phẫu không mà. Gái thiệt nha. Giải phẫu mà giải phẫu bị hư á, mày hiểu không? Trời. Con gái thiệt. Con gái thiệt đó hả con? Gái thiệt. Tao nói nghe nè. Trời mưa đừng ra đường nha. Ông trời ông tưởng cột thu lôi ông đánh mà trào đờm á. Lớn kỳ vậy sao? Thôi. Thôi, đừng có xỉa sói thí sinh nữa. Người ta đã đến thi với cuộc thi của mình là mừng lắm rồi. Bạn ghét, việc. Ghét. Mình lùng, mình ghét mình cao, cao mà cao đủ biết. Thôi thi đi, mình thi đi. Thi đi chú. Thi chú. Dạ. Còn con. Dạ, con nó là con gái, còn con là con gì? Con là con trai. Trời ơi. Để đi luôn nha con nha. Dạ sao vậy? Trời ơi, con trai gì mà mặc xếp bóng vào ông nội. Mới giờ mày có bước đi nước cam không á? Nhưng mà con trai thiệt chứ bộ. Con trai đó hả? Trời ơi. Trai thật luôn hả con? Dạ trai giặt đó chứ. Thẳng băng luôn đó hả con? Dạ thẳng băng luôn đó. Mà tao nghĩ đâu có sao giờ trai gái đâu có sao hay là cái gì đó là cái gì chứ chứ nghĩ không phải con trai đâu có sao đâu. Bò còn có bê, cá còn có cá bóng. Tại sao trên đời không có bóng có bê? Bình thường thôi đó. Trời trời, bà tự hào với cái giới tính của bà. Nguyên cái xóm mình sao giới tính hỗn độn quá bà. Dạ.
Trả đi. Thôi không sao, không sao. Chuyện đó không quan trọng, miễn sao là tài năng là được rồi. Con tỉnh táo không vậy con? Dạ tỉnh, dạ tỉnh. Có hai này nó bị khùng rồi. Sao con tỉnh nhất, tại vì con come from America, con kêu cái lên English for today, I come from far, far away. Biết mẹ gì trơn trời á. Thấy nghe, giờ mặt con giống bệnh đau cấp 7 á các bạn. Hiểu không? Vô chỗ. Dạ, vô chỗ nào, chỗ nào? Ổn định, chỗ ngồi. Rồi, ngồi. Ngồi, ngồi đi. Kệ, miễn sao nhiều khi có cái thí sinh nào đó xuất xứ từ nước ngoài, cuộc thi của mình nghe nó sang hơn, hiểu không? Rồi. Dạ, ngồi rồi đó. Mày ngồi bán cá hả, con quỷ kia? Hả? Ba cái đứa thí sinh này nó ngu dễ sợ luôn á. Mày ngồi vậy rồi quay hình sao? Quay hình là mấy cái hàng sao không có người, có phải là cái cuộc thi này ế không? Chia đều ra từ Sài Gòn tới Chợ Lớn. Để lên. Dạ. Mỗi đứa một hàng. Từ từ rồi mình nói. Mỗi một đứa một hàng. Rồi. Nó che mất tiêu, ngồi vậy nó che mất tiêu rồi. Ai có tiền ngu mà nó chịu ở đây mày ngồi. Nó ngồi che hết trơn, trời tay em thấy được tụi em đâu. Trời đánh à, cục thu lôi. Mày là cái cục thu lôi mà ngồi ở đây là máy quay người ta che hết mấy thí sinh sao sao. Cao nhất là đi ra sao ngồi. Mày vua lắm. Phái phái mà vua. Trời sao tôi ghét mấy con cao mà không có cao độ biến. Ghét lắm. Dạ, cho em ngồi đâu? Ở đây à. Ở đây hả? Mày ngồi đâu cũng được á, tại vì mày ngồi cái ghế với mày y chang nhau à. Đúng rồi. Thấy chưa? Ở đây. Mấy cái thằng ham mê danh tiếng. Rồi, tập trung nè. Tập trung. Dạ. Các thí sinh. Dạ. Tập trung. Dạ tập trung rồi. Tập trung. Dạ tập trung. Tao giả. Nha. Không. Giữ đi. Tụi em muốn khoe. Không, thằng này là giả nó được. Giới thiệu về tôi, về ông, giới thiệu về công ty mình, hiểu không? Tất cả thí sinh. Dạ. Xin trân trọng giới thiệu. Đây. Nói đi. Chủ công ty nói một cái ti rồi tôi mới nói được. May quá à, sáng tôi chưa ăn gì, chứ tôi có ăn là tôi ói hết rồi đó. Mà đứng lên là giống như cúp bê bị hư vậy má ơi. Trời đất ơi. Thì cũng phải làm sao đó, giới thiệu cho đây trân trọng. Đây là chứ. Giám đốc công ty. Giám đốc à. Xin chào. Chào các em. Nguyễn Thị Bé Sáu. À. Tên đó. Cái tên gì? Đừng nói Linda Sáu nha bà nội. Gọi là Mộng Sáu đi. Mộng Sáu nghe chưa? Là ngựa trong mộng mình mới thấy được chứ mà đời không dám nhận. Rất là vui khi hôm nay được gặp các em ở đây. Dạ. Chị cũng xin được giới thiệu cho các em biết, chị là biên kịch, biên đạo múa, dàn dựng các tiết mục ca hát, rồi viết kịch bản, dựng phim, tổng giám đốc, chủ nhiệm. Công nhận chị quá tạp nhạc luôn á. Nghe tạp nhạc. Hỗn hợp. Có nhiều chức vụ chứ không phải tạp nhạc, nghe chưa? Dạ quên, dạ quên. Đây là 6 trong 1. Chị là 6 trong 1, còn đây là 5. Làm rất nhiều thứ. Xin tự giới thiệu. Tôi. Dạ. Cameraman. Production man. Security man. Chị tay ghét luôn. Makeup luôn, nói chung là 5 trong 1. Vậy. Ông đóng có cái nghề gì kỳ lắm. Nghề gì? Cái nghề gì rờ gì đó. Trời đất ơi, tao rờ hồi nào, tao có nghề nào tao rờ đâu. Cái gì rờ, security rờ ẩu. Rờ security. Là cái gì? Dịch cho nó nghe đi, mày nói mè, mày bè ở nước ngoài vậy. Sợ cú đi ti là cái nghề quét rác đó mấy má. Ủa, quét rác hả? Ủa, rác làm quét làm gì? Bây giờ ngồi sớt. Ủa, chú quét nằm quét rác hả chú Năm? Bởi vì mai mốt tụi con á, sẽ được công ty đào tạo cho các con học tiếng Anh luôn, hiểu chưa? Dạ. Không biết tiếng Anh bởi vì ta nói ra cái là ngớ ngẩn à. Cuối cùng mới nghe nghề gì? Sợ cú đi ti. Là bảo vệ, hiểu chưa? Bảo vệ. Thôi. Công nhận. Chú, thấy con mặc bộ đồ này đẹp không chú? Hôm nay tôi thi về dừa. Con áo bà ba cho đẹp đó, đẹp không? Đẹp đấy bà. Gì bà nội? Đúng. Anh chế. 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 Chế cái gì vậy bà nội? Tôi là chế.
đi bây giờ à muối hả? Ủa, tao cũng nghe coi à muối tao kêu cái mấy cường khát nước quá trời luôn á. Em mặc áo bà ba, mày sợ biết không? Mày nói cho cố vô rồi mày đòi khát nước hả mày? Mày ngồi xuống. Không phải, em khoe áo bà ba của em. Tại vì á, dân quê phim áo bà ba nó mới ra dân quê. Người ta nói vậy nè, từ bao giờ áo bà ba đi vào câu hát dân ca quê mình. Anh xin mái tóc cũng xin áo bà ba nữa cho tình thêm say. Năm năm nói nghe là tôi thấy là các nhân tố của chúng ta cũng đặc biệt ra. Bây giờ mình tới cái tiết mục là giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn xúc tích. Rồi bây giờ dạ, tất cả các thí sinh nghe đây, tự dạ giới thiệu về mình nghe chưa? Dạ. Máy sẽ quay các bạn nha. Rồi ngắn gọn xúc tích thôi nha. Bạn đầu tiên đứng lên. Tự giới thiệu về mình. Chào bạn em luôn nè. Cái ghế nè. Đứng đi. Đây là cuộc thi chứ không phải đại hội vạch mặt nha. Ôi trời. Nghe chưa? Nói giới thiệu về mình đi. Giới thiệu dạ đi. Em tên Tuấn. Ê, sao mày dài quá mà mày giới thiệu ngắn ngủn vậy hả? Đoạn hậu vậy. Giới thiệu nghề nghiệp luôn. À nghề nghiệp em là làm mấy cái đồ mỹ nghệ dừa đó. Em muốn quảng bá mấy cái văn hóa phẩm. Văn hóa phẩm gì? Văn hóa phẩm đồi trụy hả mày? Hả? Văn hóa phẩm dừa thì nói luôn đi. Tự nhiên văn hóa phẩm ngưng lại làm tao hiểu lầm, hiểu chưa? Cái hơi nó ngắn nó bị cắt chỗ đó. Văn hóa phẩm dừa mai mốt dạ, nó dạ liên tục như vậy dạ, nghe chưa? Dạ, dạ. Để người ta hiểu lầm. Em muốn quảng bá cái văn hóa phẩm dừa đến đứng xa xa ra trời ơi. Không có cái lồng nhau mới mua đẹp. Ngắn gọn xúc tích thôi cưng. Rồi đây 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 vô đây đi đâu vậy? Xa dừa thôi chị. Dạ em muốn giới thiệu văn hóa đến các nước Iran, Iraq, Philippines. Anh em mới làm cái hộp á, cái hộp đựng cái lựu đạn đẹp lắm. Xuất đi Iraq. Cái gì vậy? Anh muốn em cho anh mấy cái. Ngồi xuống. Rồi thôi được rồi, qua thí sinh tiếp theo đi, bé Cam nói đi cưng. Bé Cam. Ai là trời ơi cái gì? Dễ xuống cho em vậy. Đừng. Trời. Ủa, con ơi con, đây là cái máy quay. Hiểu chưa? Hết hồn được lên TV. Lên TV hả? Lên TV hả? Mừng lắm. Dạ. Em là Tèo. Hít má. Tự nhiên đừng có nhìn vô máy hoài. Dạ. Hiểu không? Cho ba bà má em thấy em lên TV chứ. Vậy em là Tèo nè. Khi tôi sinh ra tôi đã mang tiếng con nhà nghèo. Bao nhiêu năm qua không đổi thay lớn lên cũng nghèo. Nghèo thì nó ghét, đói rét thì nó khinh, thông minh thì nó tìm cách tiêu diệt. Nói tóm lại, đời là bể khổ, mà qua được bể khổ là qua đời luôn. Anh ơi anh, em kêu anh tự giới thiệu về anh. Anh nói nhảm gì vậy anh? Ủa dạ quên. Dạ em tên Tèo. Đức cho em tên là lên TV. Em là một phút có thể chặt được 60 trái dưa. Bà má ơi thấy em không? Bà mụ năm xưa móc miếng em ơi thấy em không? Em lên TV rồi bà mụ ơi. Ngồi xuống. Trời ơi thiệt á, khổ tâm ghê. Rồi con đến bé này, ta lộn đây cưng. Tụi bay thiệt á, thấy máy quay mắt tươm tướp. Không có cái văn hóa lịch sự vậy chứ. Yeah. Nói đi đừng có ve nữa. Cái gì ve hoài vậy? Tự giới thiệu về mình. Yeah, because I come from America, so yeah, em nói bằng tiếng Anh nha. Cái chàng. Là sao? Thằng này nó không có tỉnh táo. Dạ không. Em translate được, em translate for the English for today được không sao anh? Xin lỗi có điện thoại. Cái gì vậy? Trời ơi, gỡ pin. Ê, cái này bên Mỹ có. Đại chốc lấy pin ra. Ủa, máy lạ quá, máy pin mà có điện thoại nữa. Tao nổi tiếng. Rồi, nói ngắn gọn thôi cưng. Đánh đụm. Dạ, tại em xuất thân và lớn lên tại... Nó kêu nữa, nó kêu nữa. Trời ơi, trời. Rồi nó bấm vô cái nút mát rồi, trời ơi trời. Ê, nó giống như cái điện thoại nhà tao á, bấm vô cái wow wow quậy như thế hào nha. Ngồi đó đi cưng à. Hàng Mỹ không nội ơi. Trời ơi, trộn rộn quá. Dạ, hãy nét cho anh, nét chưa, nét căng chưa? Rồi, okay. Giới thiệu dạ đi. Dạ, em đến từ một cái vùng gọi là thành thị rộng lớn. Và trời phú cho em một mái tóc rất là đẹp. Dạ, thì em đến từ Hawaii. So, ở đó có rất là nhiều cây dừa. Nên tài năng của em là trèo dừa. Dạ, nó ở Hawaii. Em ở Hawaii hả cưng? Dạ. Xin lỗi cho anh nói cái, nó ở Cù Lao. Nó Cù Lao mà Hawaii.
nhà cù lao thì giới thiệu nhà cù lao, mày đặt xạo xạo là không có được, nghe chưa? Không có sao hết trơn á, nhiều khi mình cũng xạo xạo chút. Mình quăng lên TV những cái thông tin như vậy để khán giả thấy rằng là cuộc thi của mình có nhiều thí sinh đến từ nhiều nơi khác nhau, đúng không? Rồi bây giờ chị cũng cảm ơn các em là đã đến đây để tham gia cuộc thi với công ty Gáo Dừa Media. Bây giờ chị cũng phổ biến cho các em luôn là cuộc thi của chúng ta sẽ có một giải thưởng rất là giá trị. Một chuyến du lịch. Du lịch. Quái quá. Bà, ai thọt tiếp theo bà vậy bà? Thích quá mà làm ai thọt tiếp bà vậy hả? Các em bình tĩnh. Chuyến du lịch của chúng ta bằng bè. Bằng bè chứ. Đi đâu? Du lịch trôi sông. Trời ơi, cái gì chấn quá vậy? Du lịch từ đầu sông đến cuối sông, trời ơi. Rồi, du lịch bằng bè, thả trôi sông, có nghĩa là thả bè trôi sông. Quay giống vậy. Chưa nói hết. Còn nữa. Rồi tụi em sẽ được ký hợp đồng độc quyền, được ăn dừa, được miễn phí tắm dừa một năm. Thôi, em đã nói. Thôi mà không sao, tắm dừa được, ăn dừa thì được. Nào giờ mình ăn dừa nè, rồi mình uống nước dừa nè, tán nước dừa nè. Lần đầu tiên được tắm bằng nước dừa. Rồi kiến bò lên cắn sưng phù phù người vui lắm nè. Thôi thích dừa quá. Em không đó cha. Chị thông báo luôn, các em cứ bình tĩnh. Rồi các em sẽ được nhận rất là nhiều những cái quyền lợi giá trị. Và cuộc thi của chúng mình sẽ bắt đầu luôn từ ngày mai. Với một cái dòng thi rất là khó, rất là kinh khủng, rất là chinh chiến. Nói chung là rất là dễ sợ đó. Và bắt đầu ngày mai sẽ thi cuộc thi siêu nhân dừa. Dễ trơn á, hiểu không? Khác. Quá hay nhưng mà bị chấm 7 điểm, hiểu không? Rồi cuối cùng khán giả tức theo dõi chương trình, hiểu không? Rồi sau đó con mới quay trở lại con thi tiếp, hiểu không? Ủa, có thi nữa hả? À. Là giống như mình tự đăng xê mình nữa hả? Đúng rồi. Thi lần thứ hai. Rớt nữa. Để cho khán giả tức nữa. Tức nữa mới coi nữa, hiểu không? À. Mong chờ tần số của chương trình. Rồi đi thi nữa. Đi thi hoài tới cuối chương trình rớt luôn. Ủa kỳ vậy? Sao ngang ngược vậy? Tính như chương trình thực tế đâu mà có sắp đặt hết cho nó trọi vậy. Kỳ vậy. Làm sao vậy? Không có một chương trình nào mà không sắp đặt. Yên tâm đi, hiểu không? Có kịch bản là có sắp đặt. Ít hay nhiều thôi, hiểu không? Mà tại vì chương trình của mình kịch bản này sắp đặt nhiều hơn, hiểu không? Coi như là muốn là khán giả coi, khán giả thấy nhà hay quá sao mà rớt, đúng không? Rồi. Khán giả nổi khùng lên, đúng rồi. Và khán giả nghĩ ban giám khảo cũng khùng luôn hả? Khán giả tò mò coi thử coi thí sinh nó như thế nào, hiểu không? Cuối cùng là cái cuộc đời con gắn là đi thi mãn kiếp. Đúng rồi. Đúng rồi. Chết thôi đó. Đúng rồi. Rồi á, dòng này thắng thì á. Ủa bà tôi bà là đối tác thôi. Chứ đâu phải vợ chồng đâu. Có nhiều ụp vô vai tôi hết vậy bà nội. Ôi trời. Nè, chị nói cho cưng nữa, nghe. Nữa. Khoảng cách. Rồi, chị nói cho các cưng nghe nha. Cái dòng này người này thắng thì cái dòng sau người kia thắng. Nói chung á chỉ là, tất cả chỉ là xáo trộn thôi. Tất cả các thí sinh của chúng ta đều rất là giỏi. Và khán giả hãy ủng hộ tiếp tục nha. Và thí sinh bị rớt cũng rất là hân hoan. Chặt dừa là nghề của tao mà. Chặt dừa ngày của tao. Chặt 1 phút 60 trái dừa. Đây chặt dừa. Nghề của em. 1 phút chặt 60 trái dừa luôn. Từ từ. Rồi bà vô.
vô ghế ban giám khảo đi. Nhồi vòng này mày thắng á. Tiếp bộ thứ hai bắt đầu nha. Ê ê ê ê ê nè, nhỏ thi rớt kìa, qua bên kia ngồi làm gì vậy? Dạ không có, em đem nó vừa vậy em khó thịt. Vừa của người ta mà khó thịt cái gì? Trời đất ơi, đang thi hình mà cứng. Bỏ xuống, ngồi xuống đây. Để cho người ta thi. Không có được tự tiện lấy đồ ở trong trường quay nghe không? Dạ rồi, rồi. Ngồi đây. Ngồi cho bạn. Ngồi vô cái chị ghế nhỏ, chị nhỏ. Đợi bắt đầu nha. Chị nào nghe chữ action nha. Hai ba. Thấy bà Hùng má ơi. Trời ơi, rồi giờ thi đi. Má. Cả làng thấy ông rồi. Dạ. Nhỏ kia, ba ngồi bên kia. Đi tim à. Ngồi ủ rũ. Bà mụ ơi, bà mụ nở đẻ con. Tiếp mục. Chắc vừa. Hai ba. Chiến. Nó đông bể vậy. Rồi xong. Đông bể vậy. Chặt vừa không chặt, chặt máy quay luôn hả? Trời ơi, sao nó không bể vậy? Trời ơi, như vậy là rớt rồi. Ghe về bên kia. Này chưa chặt mà rớt gì? Chặt đi cưng. Hay quá. Siêu nhân. Áo diệu. Họ làm điều gì nào? Nó mới chặt nó vừa mà cái nào ăn hết rồi sao vậy? Phản đối, sắp chặt nữa rồi. Tôi là vua chặt vừa, tại sao tôi không chặt được vừa mà nó chặt được vừa? Đúng rồi. Mấy đứa này đã nói là chương trình có sắp đặt mà. Hả, sắp đặt hả? Hiểu chưa? Vậy là muốn em thua. Em đúng giỏi rồi. Mà em thua. Khán giả tức, nó muốn nổi điên luôn đúng không? Đúng rồi. Thì ra giám khảo điên. Nè, bây giờ tới vòng thứ ba là hái dừa. Ban tổ chức tuyên bố bạn đã vào vòng chung kết. Mời bạn. Có được lên TV nữa không chú? Được. Ngồi lên đi cưng, chúc mừng cưng nha. Còn hai bạn thí sinh này, nếu muốn vào vòng chung kết, phải vượt qua vòng thi hái dừa. Đặc biệt, phải tìm ra được trái dừa mà trong đó có chứa một mật thư. Cuộc thi hái dừa tìm mật thư bắt đầu. Vậy dừa một buồng bao nhiêu trái, mật thư nằm đâu ông nội? Vô viên vậy tới kia tìm. Trời đất ơi. Hãy đi. Ơi, quẹ sao lên dừa được. Rồi. Trời đất ơi. Đừng có đụng vô cảnh. Đừng có đụng vô cảnh. Trời ơi, nào thế nào? Đây nè. Nó đu đeo lá dừa đi, phải lo phát sốt chứ phải chờ chết rồi mới tới hôn. Cứu tôi, hay quá. Số này tuyệt vời luôn. Số này bảo đảm là khán giả thích lắm nè nha. Dựng lên. Dựng cây dừa lên. Lên nè. Ôi nặng quá, mệt quá. Tôi phản đối công ty giả dối. Bây giờ bà phải dẹp ngay công ty media này. Nếu bà không muốn ăn chửi bằng ăn cơm ha, bỏ đi. Đây là công ty giả tạo, giả dối, tất cả đều giả dối hết. Điên rồi. Bình tĩnh. Không có chuyện gì ở đây hết trơn. Năm ha. Bây giờ vậy nè, cái công ty của người ta tổ chức ra một cái chương trình như vậy là phải có những cái chiêu trò để thu hút đúng khán rồi. Giả. Chứ lấy đâu ra cái chuyện gì thực sự là cũng đưa lên tự được nhiên đâu có được. Bỏ đúng không? Bỏ, ta đầu tư vô đây biết bao nhiêu tiền kêu bỏ. Nè, bảo đảm cái số đầu tiên là thu hút khán giả liền nè. Công ty lừa bịp. Anh nhanh đâu? Giật cái máy quay chứ không bắt anh. Uống rau mà
có chất dinh dưỡng thì phải chờ nước sôi già. Nước sôi mà cũng có già trẻ nữa. Nước sôi sồn sồn. Rồi. À, sau đó thêm chút muối ăn vào. Muốn màu xanh của rau được giữ lâu thì phải thêm vô chút giấm. Trời đất ơi, phải chi đọc trước thì khỏi mất công rồi. Bây giờ phải chạy ngược ra chợ mua giấm nữa. Ô thiệt. Trời đất ơi, cái anh bán hàng đẹp trai quá à, giống như anh trông quá nhanh quá nguy hiểm vậy đó. Trời ơi. Cái gì vậy bé? Ôi ba, sao ba đi ba không nhìn con vậy? Con đi con không nhìn ba thì có. Trời ba nhỏ xíu sao con nhìn thấy được? Đi đâu rồi đi giữ vậy mày? Có sao không ba? Không có sao. Mà tao nghĩ chắc trong này nó gãy hết rồi đó. Thôi để mai con mua dậu xuất cho ba nha. Tại con đang về con gấp ăn quá à. Đói chết luôn vậy, ba đi đâu vậy? Thì tính chạy ra chợ nè. Mua giấm về để luộc rau, bữa nay ăn rau luộc chấm chao. Trời ơi chết rồi. Nhức đầu quá. Gì vậy? Con chóng mặt quá. Con có sao không vậy? Trời ơi ba ơi, con nghe tới chao con chóng mặt quá ba ơi. Con không ăn được chao. Cái gì? Con không ăn được chao. Không ăn thì từ từ tính sao? Trời ơi. Trời ơi ba ơi. Ba đưa chao cho con là ba giết con rồi đó ba. Tại sao? Con không ăn được chao. Chao ăn nhức đầu lắm. Mấy cái thực vật đó con ăn không có được. Chứ ăn cái gì? Con mua sẵn rồi nè ba. Khổ ghê đó. Nước ngọt nè. Con mua hả? Ba cái double cheeseburger. Ba một cái con hai cái. Sáu cái cánh gà. Ba một cái con năm cái. Trời ơi bé ơi. Trời ơi. Cả hai tuần nay ăn toàn là ba cái fast food này, ba ớn gần chết. Trời ơi, vậy mà ớn gì ba? Fast food là thức ăn nhanh, ăn xong ba chạy càng ngày càng nhanh, ba khỏe ra chứ sao ớn. Ăn đi ba. Tao không ăn, con ăn hết cũng vậy rồi đúng không? Đúng chốn vậy. Nói mà nghe nè, sao bán hàng hả? Con nói là trai, trời ơi, tôi là trai dễ sợ không? Là trai giống như cái anh trông quá nhanh quá nguy hiểm vậy ba. Quá nhanh quá nguy hiểm. Con nói mỗi ngày con ra con mua một cái thôi, mới bố con cái thành siêu nhanh. Siêu gì? Siêu nguy hiểm chứ mạnh lắm. Trời đất ơi. Nè, ăn ba cái thứ này hoài không có tốt đâu nha. Dòm cái thân hình của con đi. Càng ngày càng phát phì ra đó. Thôi ba ơi, con ăn cũng mập, không ăn cũng mập. Không ăn muốn chết tới cũng vậy là. Thôi thà ăn đi, chết no đúng không? Thôi, bớt ăn rồi dùm cái. Ba ăn hoài là mệt quá lắm. Nhỏ lẻ ra hả, biến ăn bắt ăn cho bằng được, rồi lớn lên ăn được quá trời cái không cho ăn, lạ lùng nữa họ không đi vô trong á, không nói chuyện mà đúng không, nói chuyện hồi bà la hoài cứ nấc cái ruột ăn nè, ăn nè luôn. Làm ơn đi nhẹ nhẹ giùm tôi cái nha, gạch trong nhà này tôi thấy bắt đầu nứt hết trơn hết trội rồi đó. Má này lúc nào chồng con đi chồng đâu chồng đạo dòm cái bắp đùi thứ điều hai cái chập lại bằng tôi luôn, khổ ghê. Ăn gì mà ăn không biết ăn cái gì. Trời ơi. Bé à. Dạ. Cái thùng để đây là thùng gì vậy? Đó rồi. Thùng rác không gì, sáng giờ ăn cái gì đó rồi. Lát nữa ba nhớ đổ ngon nha. Nha. À, trời ơi. Sáng giờ mà nó ăn bao nhiêu đây? Trời ơi, sợ con này luôn rồi. Ê. Ai đây? Có lộn nhà không vậy? Chị kiếm vợ tôi hả? Vợ tôi bỏ đi mấy tuần rồi. Mình ơi, mình không nhận ra em sao? Ủa? Bà xã đây hả? Dạ. Trời ơi, sao mà, sao mà nó đông nổi như vậy? Trời ơi. Hả? Như vậy là có kết quả rồi. Mình không ra luôn á chị. Mình không nhận ra em, tức là có kết quả rồi. Không bao giờ nhận đâu nè. Mình ơi, bây giờ sao ốm như vậy? Em, đúng rồi, mình mình nói em ốm hả? Đúng rồi, em giảm được tới cả chục ký lận mà. Mình thấy không, bây giờ là em không có đi được đâu. Người em lúc nào cũng như bye bye trên mây vậy đó. Mình coi nè. Mình trời ơi. Sao
không đỡ tao hay quỷ. Vậy ba nói sao ai biết đâu đường đâu đỡ. Ủa trời ơi, nói vậy bây giờ em đi không được, phải có lúc nào cũng có hai người. Em nhẹ đó quá mình, nhẹ vô tựa lông hồng. Trời ơi, sao mình dữ vậy? Để em ngồi lên đây ngồi, lên đây ngồi, lên đây ngồi. Em chuyện hơi gì? Hơi chóng mặt nhẹ. Em bị cái gì vậy? Nè, bộ em bị ai bắt cóc hay sao? Em bị lọt hố? Không hề, em giảm cân đó mình. Cái gì? Em giảm cân? Dạ đúng rồi, em đang thực hiện liệu trình giảm cân trong vòng một tuần. Một tuần? Dạ. Bởi vậy mình thấy em có thay đổi không? Em đẹp hơn đúng không mình? Ừ. Em ốm hơn đúng không mình? Ừ. Trời ơi, người em mỏng manh, mong manh, yếu đuối hơn đúng không mình? Ừ. Đồng ý là có ốm đi, có mảnh mai. Ừ. Nhưng mà nói thiệt, mặt em nó hốc hác lắm. Người em giờ bây giờ nó người không ra người mà ma không ra ma. Sao mà nó kinh khủng như vậy? Đẹp mà, đẹp mà. Em đang rất tự tin với cân nặng hiện tại của em. Tất cả là nhờ hai anh này đây. Em hai người này? Dạ. Hai người này là ai? Ê, từ nãy giờ anh không biết tụi em hả? Dạ, em tự giới thiệu. Tụi em là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. À. Dạ. Cuộc sống thì đôi khi nó vội vàng, tức bực quá. Nó làm cho cơ thể mình càng ngày nó càng lão hóa. Tăng cân. Nó sẽ làm cho các nếp nhăn trên mặt mình nó càng ngày nó càng mọc ra. Đúng rồi. Rồi cơ địa mình nó càng ngày nó càng yếu đi. Thì chúng ta cần phải có một cái liệu trình chăm sóc. Thì chăm sóc nó là như thế nào? Thì em cũng giới thiệu anh là công ty em là khai trương vào ngày 19 tháng 8. Dạ, nói chung là khách hàng đầu tiên là chị. Dạ, nói chung là cuộc sống thì nó luôn... Cậu nói gì vòng vòng tôi không hiểu gì hết. Dạ. Nói tóm gọn là cậu là công ty gì? Dạ, công ty làm đẹp, dạ hết. À. Làm đẹp phải làm đẹp. Trách nhiệm hữu hạn nó cuộc sống dài dòng. Dạ, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Dạ. Dạ. Không làm cái gì mà vợ tôi ra nông nổi vậy. À. Làm đẹp anh, làm đẹp. Đẹp cái gì? Đẹp thì có đẹp. Dạ. Nhưng mà sức khỏe là yếu thì cũng đâu có tốt. Mình thấy không, sau một tuần giảm cân em đã có thân hình thật là chuẩn. Sơ đo chuẩn luôn. Mình hạt xương mai. Dạ. Chuẩn quá ha. Dạ. Đâu quê coi. Đâu, cậu quay vòng coi. Nhẹ nhàng đó mình, chứ để em hơi chóng mặt. Trời đất ơi, hai cậu ơi. Hồi xưa vợ tôi vòng 1, vòng 2, vòng 3 đều có đúng tiêu chuẩn hết. Bây giờ nó mất hết trơn hết trội là sao? Cậu làm cái gì kỳ cục vậy? Đâu có đâu anh, tiêu chuẩn của siêu mẫu đó. Siêu mẫu gì? Người như miếng nhân ép vậy trời. Không chịu đâu. Lúc đầu thì nó hơi nặng đô cho nên nó phải như vậy. Dạ. Bắt đầu từ hôm nay là em sẽ thực hiện chế độ ăn uống bình thường. Thì thân hình của em nó sẽ chuẩn hơn nữa. Đẹp đi. Cậu, nè, nói cho tôi biết. Mấy cậu cho vợ tôi ăn uống kiểu gì vậy? Hả? Dạ thì uống cái nước mà tinh chế của công ty em. Dạ. Nước gì? Hả? Dạ, nước vitamin GBN. Cái này là nghiên cứu mấy chục năm đúng, trời. Đúng, đúng. Mấy chục năm trời nhờ những bộ óc nghiên cứu rất kỹ mới ra được loại nước này. Tôi chưa bao giờ tôi nghe cái loại vitamin gì mà lạ cái tên lạ lùng vậy. Một phép minh vĩ đại. G B N là cái gì? Dập pha nước. Trời ơi. Dập pha nước. Đã có nhiêu đó thôi mà mấy chục năm mới nghĩ ra. Trời ơi. Uống bụng đói mà uống cái thứ vô làm sao mà chịu nổi. Như vậy mới giảm cân. Dạ. Giảm cân mà uống cái đó. Trời ơi. Mà điên rồi hả? Anh bình tĩnh, không có gì hết, không có gì căng thẳng hết. Không thích cái liệu trình này, mình làm liệu trình khác thôi. Đúng, liệu trình gì? Không có gì căng thẳng hết, thì bây giờ mình có một loại khác. Tôi coi. Đây, loại nào? Dạ đây, loại này là cũng mấy chục năm mới nghĩ ra. Dạ. Loại gì đó? Mấy chục năm mới nghĩ ra. Loại dạ, gì? Có đúng chữ Di một thôi. Loại gì? Giấm. Trần. Giấm uống vô cho nó rét bao tử luôn. À, anh không điên hả? Mình đẹp là được anh. Mình đẹp, dạ. mình bất chấp tất cả, mình đẹp là được anh. Mình giảm cân mà anh. À, dạ. Giống như anh không bất chấp tất cả, cái mặt anh kỳ quá. Sao? Anh rất là đẹp trai, đúng không? À. Mày đừng sợ quá, mày định người ta quá, mặt thư gớm. Cái công ty em làm việc rất là đúng, thẳng thắn. Thí dụ khách hàng xấu là mình nói xấu, để chi? Để qua công ty em làm đẹp. Mặc dù cái mặt anh hơi khó làm chút xíu, nhưng em hứa em làm được. Tôi nghĩ là cái body tôi vậy là chuẩn quá rồi. Không cần phải ốm gì nữa. Không đâu anh, mặt anh chảy xệ rồi kìa. Cái gì? Mặt tôi sao? Không, để coi. Đó, như vậy mới đẹp. Cái cơ nó bị chảy quá. Nó bị nhão cơ rồi. Giảm cân đi anh. Bây giờ nếu mà trước mắt mà muốn đẹp nữa thì bây giờ mai lấy cái hai cọng thun mình ràng ràng lên cho nó cao cao luôn một xíu. Thun gì? Nó sao á? Cái mặt khó quá.
Không, không, nhưng mà cái này mới là cái đặc trưng của ảnh. Thế sao? Dạ. À, đặc trưng gì hả? Đặc trưng nét đẹp đặc biệt của tôi. Đúng rồi, khó có ai mà đánh được hai cái má của mình, ảnh đánh được thôi. Ôi, là cái nét đẹp đặc trưng là gì hả? Đúng rồi, hồi đó yêu ổng là gì vậy á. Ồ. Hồi đó, hồi đó ba má anh sinh ra có buồn không? Cái gì? Chị em nhìn lại em buồn lắm á, thiệt. Mặt anh sao sao? Ủa không nhớ, mặt cái hai cậu nha. À, thôi bây giờ mình cứ nói tiếp cái liệu trình giải pháp cái gì đó hồi nãy tôi nói gì tôi quên rồi. Cái gì nhịn ra mà đầu không còn minh mẫn nữa. Chắc xa nó hết rồi. Cái liệu trình giảm cân. Không lẽ uống không sao? Hả? Dạ, dạ. Uống không sao mà sao đủ sức khỏe? Dạ đúng, uống mình phải ăn chứ. Ăn ở đúng rồi, phải có ăn. Dạ, dạ. Có ăn cái gì? Thôi vợ tôi ăn cái gì? Bên công ty em là sẵn sàng cho ăn hết. Dạ, một ngày ăn thoải mái. Cứ để cho chị một tô cơm. Một tô cơm, đúng rồi, chứ không phải có một tô cơm. Dạ, trong tô cơm đó mình chỉ để một hộp thôi. Đúng rồi. Đi. Mình ăn bằng mắt, mình ăn bằng mắt hay không? Mình ăn mình tưởng tượng á. Ăn bằng tâm lý đó. Tâm lý á. Thậm chí có thể mình bỏ hộp đó ra mình nhìn nó, ồ tao ăn mình rồi đấy. Mà thực sự chưa ăn. Để chi mình ốm. Mình ốm mình mới đẹp. Ốm mới đẹp. Chứ mặt như anh thấy ghê mà ốm nó mới đẹp. Nè. Không có thích nghe gì cái cách mà chỉ dẫn ăn uống giảm cân tầm sàm má láp ai cậu. Công ty gì nghe là thấy tầm sàm rồi. Một thành viên mà chỉ có hai nhân viên thôi. Hả? Đây tổng giám đốc. Thôi dẹp đi. Thôi cậu đi ra khỏi nhà tôi giùm cái đi. Anh. Cái gì? Tỉnh đi. Bây giờ vậy nè. Nếu mà anh giới thiệu người giảm cân á, em chiết khấu cho anh 50% luôn. Với lại em nói nghe, bây giờ em nói nghe, cuộc sống mà mình phải đẹp. Đúng. Mình phải đẹp, cả đường người ta mới nhìn vô chóng, giống chị không? Thấy đẹp không? Thấy đẹp không? Quá đẹp luôn quá. Bây giờ em nói nghe nè, anh nghe em nói nè. Anh yên tâm đi, bây giờ anh qua công ty em. Công ty em sẽ làm cho anh đẹp. Đẹp rạng ngời luôn. Làm anh em hứa luôn. Luôn. Trong một tuần thôi. Miễn phí luôn. Trong một tuần thôi. Không? Đúng. Trong một tuần nè, tướng em bự nha, một tuần thôi. Đó, ra giống vậy luôn. Cái gì? Không còn sao mà người như vậy hả? Cái này là cái đầu không nào giảm được tại cái khung xương bự quá không? Còn này, nè, y luôn. Tay chân đâu? Tay á, rụng hết luôn hả? Cái này. Được rồi. Cái gì mà tánh tôi là người tôi rộng lượng. Dạ. Tôi rộng rãi. Dạ. Cái gì mà miễn phí tôi thích. Dạ. Tôi thì tôi thấy tôi không cần nha, tôi sẽ giới thiệu một người khách hàng mới cho hai cậu được không? Đúng rồi. Anh giảm cân. Trời ơi, sẵn đó lăn xê cái công ty cậu luôn. Em đổi ơn anh luôn á thiệt. Thấy chưa? Được chiết khấu gì đó. 50%. 50%. Đó, bao nhiêu cái gì quà tặng là gửi tặng vợ tôi hết. Dạ. Cảm ơn chị. Được rồi. Mới thành lập có đúng khách một, giờ có khách thứ hai. Trời ơi, khách này sộp lắm. Chờ chút nha. Dạ. Bé à. Dạ. Ra đây ba biểu con. Ngon. Ê. Gì vậy? Gì vậy? Đâu? Này á mà, ba biết con ghét nhất á, mà bị người ta làm phiền đi ăn với khi ngủ. Ba chọc ngay cái con ghét nhất rồi á. Anh ơi, em bận em về. Chắc công ty giải thể quá. Dạ. Sao giải thể? Mới vừa nói mà cần khách hàng. Đây, con gái cưng của tôi nha. Nó cần giảm cân mà chưa có cái cách nào cho nó giảm được. Hai cậu giúp nó giùm đi. Cái này giảm cân đó ba. Cái giảm cân đó con. Hai cậu con... này là công viên. Ủa công ty. Ai hả? Mẹ nè. Má con nó con nhận ra hả? Ốm như vậy đó. Con muốn vậy không? Cái gì đó trời, phải má không đâu. Ba. Má đi má có con tội. Tao đẹp với ai? Má giống mặt mày mày. Trời mệt quá mình ơi mình. Anh em đỡ rồi. Trời ơi má. Má nói đẹp vậy má. Trời ơi má giảm cân đó con. Má giảm cân má được vậy luôn á hả? Một tuần lễ thôi. Một tuần thôi. Thì cả má. Đây. Công ty một thành viên, hai nhân viên sẽ giúp đỡ con. Thì không anh? Ông đúng rồi á. Em ăn quá cứ mỗi ngày luôn á. Cứ ăn nhanh mỗi ngày luôn á. Mà hả? Mập quá rồi mập à. Không ai cho ăn hết trơn. Bây giờ mà anh giúp em giảm cân rồi. Mỗi em ăn hoài mà em không mập. Em sẽ ớt như má. Đúng không anh? Yeah. Hả? Không. Con tôi mới lần đu thì nó đu từ đây tới tối nó mới buông ra lần khác. Đúng rồi. Cái gì vậy? Cái gì vậy?
đây là một liệu trình mới trong vấn đề chăm sóc sắc đẹp của tôi. Sau khi tôi bôi kem chống nắng, tôi sẽ ủ bao ni lông lại để cho nó thẩm thấu vào da của tôi. Nó vừa chống nắng, nó vừa dưỡng da mà nó vừa giảm cân, ông có biết không? Tôi mệt mà luôn thiệt. Một ngày mà xài biết bao nhiêu thứ thuốc, ha? Uống bao nhiêu thứ, hoa biết bao nhiêu thứ. Bây giờ tới cái trò gì nữa đây? Chưa hết đâu, chưa hết đâu. Chẳng những ở tai thôi, ông hãy xem đây. Trời ơi. Ủ toàn thân ông biết không? Chưa hết đâu, chưa hết đâu. Tôi cho ông coi cái này mới là một sự tiến bộ vượt qua. Ông có biết đây là gì không? Cái gì? Hũ này là hũ mũi. Hả? Mũi. Con mũi đó hả? Con mũi đấy. Đây không phải là con mũi thường, mà nó là những con mũi được đột biến gen. Thay vì nó sẽ hút máu người ta, thì nó đã được chuyển hóa để nó hút mỡ. Thôi mà đi quá rồi. Tôi mua nó tới 100.000 một con. Ở trong đây có 100 con. Ông nghĩ đi, tôi đã tốn biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, công sức và tiền bạc tôi mới có được cơ thể ngày hôm nay. Ông cứ ngồi yên ở đó, tôi sẽ cho ông thấy cái cách tôi làm như thế nào. Trời ơi, bà đi quá rồi bà ơi. Người ta diệt mũi mà bà đi nuôi mũi. Muốn cả cái nhà này là bị xúc rét hay sao? Ông không được xúc phạm những em mũi của tôi nha. Nha. Ghê vậy. Đứng bây giờ phải đỡ vậy là em bé vậy đó. Tôi bây giờ như tiên vậy đó ông. Tiên. Cái gì? Cái dù sao bự dữ vậy? Dù. Nhìn sao mà nó cái dù. Dù này che được cái gì? Ông kéo ra tôi coi. Chưa. Ô, mua cái này để làm gì vậy? Đây là một trong những cái quy trình để giảm cân. Sau khi mà tôi ủ bằng ni lông rồi, thì tôi sẽ chui vô đây và tôi sẽ thả những em mũi được tinh luyện vô đây để cho nó hút mỡ của tôi. Ông hiểu không? Cái gì? Giờ ông đem hũ mũi đó qua đây cho tôi. Mà chui vô đây. Thả mũi ra. Đừng làm cho mấy em tổn thương. Đúng, nâng niu, chiều chuộng nhỏ nhẹ. Ngoan nha, vô đây hút mỡ của chị nha. Nha, chị thương. Vô đây, vô đây. Thả vô đây. Nó nói gì? Nó nói chuyện. Nói gì vậy? Nói chờ chút. Ông tào lao quá. Tập hợp lại. Nhẹ nhàng thôi nha, nhẹ nhàng thôi. Ừ. Vô chơi với chị nha. Tôi có sẵn mấy thức ăn nhanh rồi đó. Ông muốn ăn gì, ông ăn, muốn làm gì làm. Đừng làm phiền tôi nha. Trời ơi, ăn nhanh nữa. Rồi. Quá. Bà vợ tôi càng ngày mà càng điên rồi. Trời ơi, chết rồi bà ơi. Bà. Xịt cái gì? Trời ơi, con bé nó đi đâu rồi? Đồ đã trong phòng tôi không thấy nó đâu, chắc nó bỏ nhà đi quá. Cái gì giờ lúc này? Mẹ. Con. Cái gì vậy? Tại sao? Ai? Ai móc mắt con? Con thấy đường không? Dạ con. Thôi hết rồi. Mẹ ơi,
anh giao hàng thức ăn nhanh đó. Tôi làm cái gì? Tôi làm cái gì con? Anh không có làm gì con hả? Không làm cái gì sao mà làm tới hết hồn vậy? Tại anh không có làm gì con biết tức. Trời ơi. Con thử nghĩ đi, anh giao hàng thức ăn nhanh mà con nít ảnh đúng không, thì ngày nào con muốn ăn con cũng ăn quá trời luôn, con ăn giùm ảnh ngày nha, con order 10 cái burger phô mai luôn rồi hả, mấy chục cái đùi gà luôn, con ăn muốn chết luôn vậy, con ăn càng ngày càng mập ra. Rồi giờ anh nói là không có thích con, anh nghĩ sao á, cái mặt con mà nghĩ đi, mặt con tròn vo đâu có sệ như ba đâu, nói mặt con như cái mầm. Mà ba nghĩ ơi, bắp chân con à, hơn bắp chân ba con chút chứ nhiều, gấp đôi chứ nhiều đâu, nghĩ sao nói chân con như cái lù, cái tướng con cùng lắm gấp 3 lần 3 à, nghĩ sao chê con béo phì. Con tức quá à, con mà giảm cân được như má đi má không cua con không chịu không, má đâu rồi ba? Rồi ba đã nói rồi, đừng có nghe lời cái thằng đó, mà con cứ ham tới mua đồ ăn cho nó làm cái gì không biết nữa. Mà má đâu rồi, con muốn má. Được rồi, má con bây giờ đang ở cái chỗ mà con không thể kiếm được. Má đang ở chỗ nào? Con gái à, con nghe tiếng má mà má. Con không có cái gì mà hốt hoảng hết. Ở đời người ta nói không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Muốn giảm cân đúng không? Vô đây với má. Vô đây. Có sợ. Vô đây con. Không dám chui ra đâu. Má làm gì vậy ba? Cái đó là cái kỹ thuật giảm cân của bà đó. Hỏi bà đi, đừng có hỏi ba. Vô nha. Đây. Vô đây. Má. Vô đây với má, con sẽ được hút mỡ tự nhiên. Vô đây. Vô đi. Cái mày ôm cẳng tao hồi tao gạch tao gãy cẳng. Không thiệt đó ba. Vô đi, muốn ốm thì vô theo bả đi. Vô đây. Nè, má bây giờ khoan nha. Bây giờ má mở ra là mũi nó sẽ chui ra. Cho nên là má làm thiệt nhanh là 1-2-3 lần hả? Con phải chui vô liền không? Dạ. Phải làm sao cho thật gọn nghe không? Dạ. Gọn nhất có thể nghe không? Dạ. Mà má nghi ngờ chắc con không gọn được rồi. Má đếm nha. Dạ. 1-2-3 chui vô. Trời ơi, cái gì vậy má? Im lặng chứ không thôi thần mũi sẽ nổi giận. Im lặng con sẽ ngồi như má vậy nè. Muốn đẹp là phải chịu đựng, hy sinh. Con có biết không? Con hãy ngồi im. Nãy giờ má chỉ mở cho khoảng 4-5 con mũi nó chui ra thôi. Bây giờ má sẽ tăng cường, má sẽ mở hết công suất. 100 con mũi nó sẽ chui ra và sẽ hút mỡ của hai mẹ con ta. Chỉ trong chốc lát thôi, con sẽ có được một thân hình thật là gọn gàng. Thiệt không má? Ngồi im. Thank you.
năm đến hè lòng mang mát buồn. Chín mười ngày qua chưa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai đôi, muốn gần đuổi nhau mất rồi. Tà tự là hết người ơi. Quyền phải không? Hảo phải không? It's me. Cười lên một tiếng coi. Đúng rồi. Mấy chục năm nay mà nụ cười làm chim sẻ sẻ bay tán loạn ở các khung trường. Nào, nụ cười này. Nào Hảo, quay một vòng thử coi. Rồi móc té. Té. Trời ơi, một cái kiểu mà quay một vòng té móc ngược không ai có. Ơi, mấy chục năm nay rồi bây giờ mới gặp lại nè. Nhìn đi, trời ơi, Phương nó nở quá trời. Trường nào cũng vậy, mùa hè tới Phượng nở là cái trường vắng que. Chính vì vậy cho nên là mới có một bài thơ để tặng cho Hảo đó. Hảo nhớ không? Nhớ chứ. Buổi sáng trời nắng chang chang, em đứng chờ anh. Buổi trưa trời cũng nắng chang chang, em đứng chờ anh. Buổi tối trời cũng nắng chang chang, em cũng đứng chờ anh. Nhớ bài thơ đó không? Nhớ. Bài thơ lãng nhách. Tôi tưởng tượng ra người viết bốn câu thơ đó. Có câu đầu bông toàn tên tên là Quyền Thị Hảo. Sao lại là Quyền Thị Hảo? Đó là bút danh. Lấy tên tôi để gắn vô để mà viết cái bài thơ đó. Ôi, bao nhiêu năm nay mà Hảo vẫn còn nhớ. Nè. Dạ. Tại sao tốt nghiệp tôi tính tiến tới cái đội bông toàn ten đó, tại sao toàn ten lại bỏ lại một chiếc và đi mất tích luôn? Bởi vì cha mẹ em bắt em phải kết hôn với một người xa lạ. Lòng em tan nát, trái tim của em nứt ra vỡ òa vì thương nhớ anh. Nhân phận làm con, áo mặc sao qua khỏi đầu, em phải chấp nhận cúi đầu, nghe theo lời cha mẹ bước lên xe hoa. Còn anh, lý do gì sao em lại chờ đợi anh? Nói rằng chỉ cần anh một phút thôi, một phút thôi để gặp mặt trước khi là bước lên xe hoa về nhà chồng, mà chờ từ năm này năm nọ qua năm kia. Thôi nín đi. Nói nữa hả Quyền? Ngày em lên xe hoa, anh nhớ pháo nổ ì đùng, các pháo văng tung tét trên mặt đường. Anh đứng bên kia đường, anh nhìn thấy em mặc xe ri bước lên xe xích lô về nhà chồng. Anh ước mơ có một ngày nào đó có một phép màu hiện đến với anh. Biết phép màu đó là gì không? Phép màu gì? Một ngày đẹp trời, thằng chồng của em bị lị cà ché sôi đồm nó chết, anh sống vô thế chỗ nó. Chết, tôi vẫn sống với em hạnh phúc. Anh tức quá, anh muốn cầm vũ khí tiến tới nhà nó, em rút kiếm ra. Tại sao nhà ngươi lại cướp người yêu của ta? Nhưng mà tất cả không phải là như vậy, nó chỉ diễn ra trong giấc mơ thôi. Cuối cùng tôi cũng về, tôi lấy vợ, tôi sinh con đẻ cái. Và giờ, vợ tôi cũng đi bán muối. Quyền. Dạ. Giờ chúng ta đã ở không, không còn ai vương bận. Thôi mới già rồi mới rồi làm bạn già thôi chứ. Ôi già cúc thùng thiết rồi làm gì nữa. Ông ơi thôi đi, ngồi đi chơi nói chuyện đi nè. Kể chuyện đời xưa, đời nay cho ông nghe. Chuyện gì? Bao nhiêu năm tụi mình gặp nhau, biết bao nhiêu chuyện để nói. Đó. Anh ơi. Hả? Ra đây. Đi em, đi em, vào đây, vào đây. Vắng nè, vắng nè, vắng nè.
Ngồi đi em, ngồi đi em. Nhìn em ngồi nha. Em ngồi đi. Để nhìn coi, anh nhìn coi. Ê, vắng này, vắng này, vắng này. Vắng đâu vắng, bên kia hai người vắng cái gì. Hai ông bà già rồi. Mắt mắt mũi gì mờ căm hết trơn rồi. Đúng nhìn rồi mình. Mắt mờ lắm, không có thấy gì hết trơn á. Bà, sao phá đám. Kệ đi, kệ đi, mặc kệ người ta đi. Không sao. Em hả? Chỗ này hôm nay gió mát quá. Có bụi cây này không ấy. Mình mừng đêm. Mừng luôn hả? Mừng đêm. Kỳ lắm á. Không có gì kỳ hết trơn á. Em mắc cỡ quá à. Có bụi cây che rồi. Vậy mừng luôn hả? Mừng luôn hả? Trời ơi, em bạo lực vậy luôn hả? Em thích coi phim bạo lực lắm. Trời ơi, thiệt á. Anh thích vậy luôn á. Anh bạo lực vậy lắm. Em mắc cỡ quá. Mắc cỡ thì che lấy cái vạt áo dài che lại đi. Anh ơi. Hả? Nhưng mà em thấy hình như nó chưa có bạo lắm. Mình nâng nâng level lên nữa. Cái đồ em mạnh vậy luôn hả? Từ từ để anh lấy cái ba lô anh che lại bớt bớt rồi đó. Mất công lắm. Cứ mấy cái gì mà đồ cao cao thường phải che che bớt bớt lại không à. Trời ơi. Trời ơi, ngất trên Trần Quốc luôn em ơi. Anh ơi. Hả? Nãy giờ là em kèo trên không à? Không mấy bây giờ mình lật kèo đi. Lật kèo luôn em. Trời ơi, anh kèo gì bây giờ ta? Thôi bây giờ khoan. Nãy giờ bên kia để ý quá. Mình không ấy, mình từ từ kiềm chế lại em. Chứ mình mừng một cái nữa bên kia là hồi là chú đứng, hồi đến cô đứng, hai người đứng luôn kỳ lắm. Bây giờ không ấy là mình lấy điện thoại ra mình check in đi. À mình chụp hình phải không? Đúng rồi, mình câu like, câu like. Ủa câu anh ơi, mình câu like hả? Vậy mình cởi đi. Mình cởi. Mình phải cởi nhiều nhiều lên. Mình phải xé luôn. À dạ, vậy thôi bây giờ mình bây xé giờ nhau mình đi. Bây giờ cái tích là em quýnh anh lột đồ ra cửa mà hôn anh giữa trời. Cái gì nó phải bạo, nó phải lật kèo gì nó ghê. Cởi luôn hả? Cởi rồi. Cởi. Trời đất ơi, bây giờ không thể nào mà ngồi đây mà coi được nữa. Đây nè, mấy cháu đang ở trong một cái không gian là trường học. Hoa phượng thì nở đỏ ha. Cái nơi đây là cái không gian giáo dục. Mấy cháu có muốn bày tỏ tình cảm của mình thì cũng phải làm sao cho nó có văn hóa. Chứ mấy cháu mần cái kiểu này ha. Hai bác ở bển cảm thấy khó chịu mà bị xúc phạm. Cho tôi được nói nha. Hồi xưa đó ha, mà đứng ở bên đây giọng mồng tơi, bên kia đứng giọng mồng tơi, nhìn nhau là đã vượt quá gia phong lễ giáo. Nắm tay nhau một cái là coi như là đã bị người ta nói là thất thân ha. Còn nói cái tiếng yêu nhau á, con gái mà chủ động vậy à, ta nói là con gái hư thân mất nết. Sao mà thời nay con gái muốn làm gì cũng được. Trời ơi, tôi không thể tưởng được bây giờ có người già ngồi đây mà nó nói chuyện giống như ở trong phòng của nó, trong nhà của nó không có người là sao, đạo đức để ở đâu? Thôi để giải quyết cho. Dạ, con biết rồi. Hai ông bà ngồi đi, tụi con bóp. Dạ. Nè, mình đàn ông con trai ha, mình cũng phải giữ cái tư cách của mình với bạn gái của mình. Dạ. Sổ sàng bày tỏ tình cảm không có đúng nơi đúng chỗ, người này người kia nhìn thấy người ta nói mất dạy đó nha con. Dạ, cảm ơn bà. Anh đi, đừng quan tâm nữa, mệt thang mà già đó. Không em em không anh mày đánh bên đồng nhà đó, bên đồng nhà. Em bây giờ chụp xong rồi mình phải đăng Facebook. Đúng rồi, anh phải nghĩ ra cái tiêu đề gì mới là hấp dẫn nè. Thôi em lần cuối như hai đứa tự sát vậy em. À quên, mình phải tiêu đề nó đặc biệt hơn. Nụ hôn vào ngày mới nhú lên cao. Cái gì nhú lên cao? Cái gì mà nó gợi hình tượng là nó thích lắm, like nhiều lắm. Ê khoan đi anh nghĩ lại ơi, đừng có bót. Sao vậy? Dạo này trẻ trâu nhiều lắm, lên mà tụi nó comment, tụi nó nói rùm sùm lắm. Mình phải đăng chứ, để người ta biết là mình yêu nhau, để mấy con nhỏ trong trường mình biết là anh là bạn trai của em, để không có nhảy vô nó giật. Em nói thiệt nha, con nào mà nhảy vô giật người yêu của em mà giật anh ra khỏi em hả?
em quýnh nó liền. Mà lúc em quýnh nó là em kêu mấy bạn đứng xung quanh nha, quay phim nha, đăng lên nha, đăng lên mạng nha, em nổi tiếng luôn, lên luôn. Vậy luôn hả? Chứ sao? Ủa em tính đường xa luôn á. Chứ sao? Thôi nói anh nói vậy thôi, lại đây anh ngồi để nghe nó nghe. À, con nữa kìa chú. Con trai. Cái gì phiền quá vậy? Dạ. Lại đây. Dạ sao bác? Giờ ông nói cho con nghe nghe không? Dạ. Con cũng còn trẻ. Dạ. Chọn người yêu thì cũng phải chọn người tử tế. Chứ còn thấy cái cô này không dữ quá, trời nó cơ cái gì mà đòi quánh người ta nữa là sao? Dạ không, cậu nói giỡn hả? Dạ dạ, không sai gì ông ơi. Quánh ghen hả? Dạ không có, không có, trời không có. Trời ơi. Giỡn cái gì mà giỡn? Tôi thấy mặt mày của mắt long lên sòng sòng. Cái ngữ này mà về nó nuốt luôn nhà chồng nó ngay sống mà. Trời ơi. Có thấy ghê chưa? Thấy ghê chưa? Muốn ăn tươi nuốt sống tôi với bà rồi. Nè, đụng vô cái này là chết đó nha. Đây là hàng cổ đó nha. Trời đất ơi, nó chỉ nữa kìa. Ôi, già rồi. Em nhìn. Đúng rồi, già rồi, đâu lâu bị lú. Nào, nào không, không. Bây giờ anh có bớt giận không? Nè, 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 nè. Ê, hồi nãy nhắc mới nhớ. Em có nhận được cái tin nhắn anh gửi không? Có. Em tưởng anh quên sinh nhật em luôn rồi chứ. Sao mà quên được. Anh đã cất công lặn lội nghĩ ra cái món quà này cho em nè. Gì vậy? Mở ra đi, mở ra đi. Em mở nha. Mở đi em, mở thoải mái em. Trời ơi. Mở. Tới bữa nay sinh nhật còn đi tặng thiệp. Sến quá. À, cái ngoại hình bên ngoài nó không có bằng cái nội thất bên trong em. Nội thất bên trong chắc cũng cái nội thất bên trong nó đặc biệt lắm. Em mở đi, hú ha ha. Bác không viết mấy chữ sinh nhật em vui vẻ đồ. Ngạc nhiên chưa? Ngạc nhiên chưa anh ơi? sao cái tấm thiệp nhỏ nhỏ mà cái ở trong nó to lắm em. Cái ngoại hình không đánh giá, cái bề ngoài là cái cục bên trong bự lắm em, thấy không anh ơi? Vậy bây giờ em lấy cái ruột em trả lại cái thiệp. Vậy luôn hả? Vậy là có tiền cho anh ơi. Dễ thương quá. Em thưởng anh nha, thưởng cho anh nha. Mà ê, nói nữa. Gì? Hôm nay nè, ba anh đi công tác rồi. Ờ, sinh nhật em nữa, anh mới tậu được cái xe nhà ba anh, mới lấy chìa khóa xong. Hả? Chiếc BM mới nhất. Vậy đi xin không được. Ủa sao tới giờ vô học rồi giờ sao? Trời đất ơi, tới cái ngữ đây là tôi không chịu nổi nữa rồi. Ông đừng có cản tôi để tôi qua. Nè, tôi xử cái thằng nhỏ này. Con nghĩ làm sao cha mẹ nuôi con, tên nó chưa kịp trả hiếu ngày nào mà trăng da dài tóc cỡ này nó ăn cắp của cha của mẹ nó. Mà nó đem đi cho gái là sao tao biết vậy? Hồi xưa tao cứ đẻ ra xong là trẻ cho tao đẻ trứng là tao luộc tao ăn, chứ tao không có đẻ ra cái ngữ này. Chưa báo hiếu được ngày nào mà nó đã báo cha báo mẹ. Trời ơi trời, tôi không chịu nổi nữa rồi. Ông già, ông già, hồi nãy giờ chuyện của hai đứa tôi có liên quan gì tới ông bà không hả? Hai ông bà nhảy vô chửi như số xả như gà số mỡ vậy hả? Đâu có liên quan tới mình. Hai người già rồi có chuyện gì làm thì về nhà dạy con dạy cháu đi ha. Tụi tôi không cần ai dạy hết nha. Đúng rồi em ơi. Già rồi, già gớm. Bỏ đi. Kệ hai bà đi. Mình đi. Nó mắng em rồi. Cục cân. Nghe nè. Để anh nè. Tôi nói cho cái cô kia. Cô mà đứng vô trong mấy cái hàng thượng này là cô tiệp màu luôn đó. Bởi vì cái áo của cô cũng vậy ha. Liên quan gì? Nè, tôi tưởng cô á là một cái người đàng hoàng, tử tế, đạo đức, nho nhã, văn hóa, ai có gì. Nhìn thấy cái thái độ cô cầm tấm thiệp, cô mở ra thấy tấm thiệp, thiệp không, cô không nhận. Chứ mà trong đó có tiền, cô mặt sáng rỡ lên. Nè, sao mà nặng vật chất dữ vậy? Hả? Nói thiệt, hồi xưa hai đứa tụi tôi yêu nhau nè, tặng cái gì với nhau? Một cánh hoa phượng ép thành con bướm bướm, tặng nhau cũng mừng cũng vui rồi. Ngoại ơi, đó là chuyện cách đây mấy chục năm rồi ngoại ơi. Đúng rồi ngoại ơi, bây giờ ngoại thấy con yêu nha, chẳng lẽ đứng nhìn không vậy lấy cặp gì ăn? Nè, còn tụi tôi với hồi xưa đi đâu hẹn hò nhau đi xe đạp chở nhau trên chiếc xe đoàn giống vậy mà thấy hạnh phúc, còn bây giờ mấy người đi xe hơi. BM nữa bác. Em đúc tại ngoại biết ơi, ngoại ơi, ngoại biết sao ngoại? Tại sao tụi con phải đi xe hơi? Tại vì gia đình tụi con không có gì ngoài có điều kiện. À, chuẩn cơm mẹ nấu. Dạ. Yeah. Có điều kiện nhưng mà điều kiện đó là của cha của mẹ, còn mấy người còn đi học tiền đâu, mấy người có sắm xe, sắm cộ, còn đi chơi rồi tiền đâu mà tặng tiền lớn vậy hả? Thôi, không nói, lại hai bác đi chỗ khác chơi. Ê, em
hôm nay là đi học đúng không? Chúc tiết cho anh sinh nhật của em, chơi tới cúp của lấy xe ra Vũng Tàu. Khách sạn, khách sạn, khách sạn luôn. Gái còn lứa gì mà nghe tới hai tiếng khách sạn là nhảy cứng lên giống như ngựa xúc chuồng. Trời ơi, hết nói nổi mấy đứa trẻ này rồi. Thôi bây giờ đừng có nói nhiều nữa. Mấy cái đứa này là hết thuốc chữa rồi. Nó học trường này đúng không? Mình lên mình tìm cách liên lạc báo với nhà trường. Nhà trường liên hệ với cha mẹ nó, dắt nó về đi dạy dỗ nó. Như vậy là cái tuổi trẻ này nó băng hoại lắm rồi. Đi thôi đừng có nói nhiều nữa ông ơi. Chưa rồi. Buông ra, nó rủ tôi đi khách sạn luôn hả? Trời ơi. Cảm ơn ngoại. Tại vì ngoại đã chửi hai đứa con. Chửi mà cảm ơn à? Mấy người có nói ngược không? Ngoại. Hai bác nghe giải thích nè. Nãy giờ là tụi con đóng kịch thôi. Tại sắp tới trường tụi con tổ chức cái hội thi văn nghệ. Tụi con có một cái tiết mục kịch. Dạ. Là phản ánh mấy cái mà hiện thực bây giờ của giới trẻ này, như là đi khách sạn rồi cúp cua xong rồi Facebook xong rồi quýnh nhau á. Dạ. Là nãy giờ con tập hết á. Đúng rồi, hai đứa con tập kịch thôi à. Đến lúc mà nghe hai ngoại chửi cái tụi con vui lắm. Bởi vì mình là thành công. Tiếng mục chắc chắn thành công rồi. Tiếng mục của hai đứa con chắc chắn là giành giải nhất toàn trường. Yeah. Đây là tụi nó tập kịch. Yes, ole, yes, ole. Chị đi qua ngoài gốc cây kia đứng rồi cho nó thoáng, dễ làm ăn hơn. Qua bên gốc cây làm ăn gì đó? Chị đang chờ khách phải không? Khách nào chờ? Đang đi chờ đi khách đúng không? Bên kia kìa, bên kia có người. Ý mày nói tao làm gái đó hả? Ờ. Mà giờ tao tư cách gì mày nói tao làm gái hả mày? Biết mày. Ủa không phải hả? Tao đứng không mát được không? Ủa nói vậy là người thường hả? Người thường. Mấy mua một con tờ giấy số ủng hộ con. Không có tiền mua, biết. Sợ trời. Sao không đi đi ba? Mày lại mày đứng trước mặt tao hoài vậy? Giỡn gì hả? Nãy giờ giỡn gì hả? Mày đuôi hả? Mày thấy tao giỡn hả? Giỡn nhà này hả? Cái cỏ gì nữa? Là gì? Hỏi chi vậy? Biết rồi. Vậy chị là thám tử phải không? Thám tử thường thôi. Trời ơi. Ủa gì chứ thám gì? Tao là thâm hiểm. Ủa là thâm hiểm? Thám hiểm. Thám hiểm hả? Thám hiểm em biết. Thám hiểm nè, thám là do thám đúng không? Đúng. Hiểm là mấy cái chỗ hiểm đúng không? Do thám mấy cái chỗ hiểm đúng không? Trước khi tao do thám mấy chỗ hiểm căn nhà này, tao biết cái chỗ hiểm mày lâu tao đánh mày liền. Mày điên hả? Mày ngu vừa phải thôi. Thám ở đây là do thám, còn hiểm đây là nguy hiểm. Tao nhìn cái căn nhà này để ra coi cái chỗ nào nguy hiểm hay là không nguy hiểm đó, biết chưa? Ngu. Ê! Chị Loan phải không? Còn thiếu phải chỉa mặt nha mày. Chị Loan phải không? Tao là Loan, tại sao mày biết tao? Em nè, tèo vé số nè. Tèo nào? Tèo vé số em anh Tí nè. Tao biết tèo nào hết. Anh Tí bạn Tư Hô á. Tao biết Tư Hô tụi nào á. Tư Hô là em của Sáu Súng á. Tao biết Sáu Súng là thằng Sáu nào hết đó. Tư Đăng Cưa đó biết không? Tư Đăng Cưa tao biết. Nhưng mà tụi bay tao không biết. Nãy giờ mày đem kể nguyên cái dòng họ mày, tao chỉ biết cái thằng Tư Đăng Cưa thôi. Hôm bữa em ngồi nhậu với chị chứ quên rồi. Tao nhậu với mày. Em ngồi nhậu với chị bên quán Ba Mập đó. Trời ơi chị uống xỉn vô chị cắn em quá chị cắn luôn. À, mày là thằng nhỏ bán vé số mà mày nhậu sai xỉn rồi mày cỡ đồ ra tao thấy mày mặt trắng bóc nữa tao gọi tao cắn cái tay mày cái gì. Trời mà cắn quá bữa sau đi chích ngừa luôn á thiệt. Mày làm cái là tao có gì đó. Nè vậy là tao với mày là bạn đồng nghĩa rồi không? Ừ. Ông trời vòng vòng ha. Rảnh bữa nào đi nhậu với mày. Mày ra ngoài. Thằng nào nè. Bây giờ chỗ bạn bè đồng nghiệp với nhau. Tao tâm sự mày một chuyện này rất là quan trọng. Trời đất ơi, em có tư cách tâm sự với chị luôn hả? Bây giờ mày muốn có tiền không? Trời tiền ai không muốn. Hợp tác làm ăn với nhau đi. Sẽ có tiền tao với mày chia đôi. Làm gì ngon lành dữ vậy?
Ăn cơm hả? Cơm bà nội mày cái cơm. Ăn gì? Gì? Ăn trộm hả? Ăn trộm nè. Mày, ăn trộm nè. Đây. Mày muốn chết rồi hả? Điên hả? Chị... mày la lên cho công an chồng lầu táo mày hả? Trời ơi chị. Trời ơi chị nói cho em xanh mặt luôn á chị. Tự đi làm nghề ăn trộm với chị. Chứ bây giờ làm nghề gì giờ? Cái gì? Ủa, hồi đợt em thấy chị đâu có tệ lậu gì đâu. Quay. Hey, hey, vé số của mày bỏ đi vậy hả? Hey, hey, mày. Em xin lỗi chị, em nhìn chị em tưởng con ma mắt thâm. Con mắt của chị thấy ghê quá vậy chị. Mày thức 3 ngày 3 đêm mày canh cái nhà này đi, rồi mày không ngủ thử coi mày có thâm quần như tao không? Ủa chị canh cái nhà này là để chị hành nghề hả? Hành nghề ăn trộm. Tao canh rồi, chủ nhà này là đúng 3 giờ sáng mới về, cho nên đúng 3 ngày 3 đêm cái giờ giấc vẫn y chang vậy. Tao quyết định ngày hôm nay tao đột nhập. Ủa chị, nhưng mà hồi lúc mà nhậu là em nghe nói là chị nhà chị giàu khá giả lắm, mà sao tưởng ra nông nổi này dữ vậy? Ở dưới lại nói nghe nha, cái này em đối với chân thành luôn nha. Nói đi. Ăn trộm đúng không? Thì người ta bận đồ đen đi, bận đồ tối đi, nhìn nó không có ra. Bận cái gì đâu ăn trộm, bận đồ sặc sỡ vậy? Bởi vì mày ngu lắm. Tâm lý người ta thường thường mà thấy ăn trộm á là ăn mặc gọi là giống như là gian vậy đó. Lúc nào cũng tối hù, lúc nào tối hù. Tao mặc đồ sang vậy nè, đố cha ai nói tao ăn trộm. Thậm chí nãy mày tưởng là làm gái nữa mà. Ờ đúng rồi. Ờ hồi nãy em tưởng chị là mấy con gơ. Mấy con gơ mà dạng như loại 2 loại 3, gơ sủ và gơ dạc. Gơ dạc về mấy cái vùng quê á. Tao dạc mỏ mày à, tao dạc mỏ mày à, nghe chưa? Không, chị có sao. Bây giờ vậy nè, ngoài cái nghề mà tao đi ăn trộm ra, giờ tao hết vốn rồi mà tao không biết nghề nào hết. Nếu mày giúp tao thì mày có tiền, mày không giúp tao thôi mày im lặng đi, mày để tao hành động. Bởi vì tao nói mày nghe, cái cuộc đời tao nó vô cùng bất hạnh. Ủa sao vậy chị? Mày muốn nghe cuộc đời của tao không? Không. Không thì thôi. Nói giỡn á, muốn nghe lắm. Kiếm chỗ đi, kể cái cuộc đời tao cho mày nghe. Cuộc đời của tao nó dài lắm mày ơi. Bây giờ kiếm chỗ nào để mình anh chị em mình ngồi tâm sự đi. Kiếm chỗ nào đây? Ờ ngồi đây đi, ngồi đây đi. Ờ ngồi đây. Nhổ ra được không? Nhổ nhổ giùm tao, nhổ giùm tao. Nhổ nhổ này, theo em là nhổ vậy nè. Chịu đau nha. Mày hết chỗ rồi, mày lựa ngay cái cột như vậy mà biểu mình ngồi tâm sự đâu. Đừng ngồi ngay giữa đâu, biết đâu nó sọt, chịu đau quá. Giờ tâm sự đi, nói nghe đi. Kể mày nghe. Ngày xưa, ngày xưa. À. Tao là một nữ tỷ phú. Nữ tỷ phú. Giàu có nhất vùng. Em nghe mấy anh nói hồi đó chị giàu lắm. Tiền xài như nước, buồn quá không biết làm gì. Đi qua Campuchia đánh bài. Ôi, có điều kiện vậy ta? Tao qua bên Campuchia, tao mới vừa bước chân vô Campuchia, người ta coi tao như là nữ hoàng. Nữ hoàng? Nước dân tận hồng. Trời ơi. Ăn dân tận hồng. Để tay ra một cái thôi là lao tay cho tao. Tao buồn buồn có người ru tao ngủ, tao nực có người quạt tao, tao muốn đi có người ẩm tao đi. Tao giống như một bà hoàng của nữ xứ Campuchia. Trời ơi chị, tả giống như là chị bị liệt rồi, mấy người ta lo cho chị vậy. Mày khùng quá, ý là tao già quá đó. Già quá. Tao cứ cầm tiền nó quăng, tao xẹt. Đến một ngày nọ tao cầm tiền nó xẹt. Tao không còn thấy cái gì, tao xẹt nữa. Thế là tao tuột hết. Tuột cái gì? Một vàng đi bán. Tao tuột vàng tao đi bán, thua quá mà. Càng đánh tao càng thua, rồi cuối cùng tao quyết định tao trở về Việt Nam, tao bán hết tất cả tài sản, tao gom tiền, gom bạc, tao qua Campuchia. Tao làm một cú chót. Mày ơi, một cú chót. Em biết cú này chị thắng tại vì ông một trời. Một cú chót. Bất công dài hết. Một cái bạc. Ừ. Đi luôn. Ủa con chị không có hậu luôn hả chị? Thế là từ đó tao trở thành trắng tay. Trời ơi. Ngày hôm nay tao quyết định tao quất một cú ăn trộm để tao đổi đời mày à. Bây giờ mày có giúp tao không? Em nói thiệt với chị, ba mẹ em dạy ăn trộm là xấu, nhưng mà nghe cái câu chuyện này của chị, em thấy ông trời bất công quá. Bài mà làm cái gì mà chị phải phá sản hết đúng không? Tao đâu có giết người cướp của đúng đâu. Rồi chỉ là mê cờ bạc thôi. Ừ. Em giúp chị. Mày giúp tao phải không? Em giúp chị. Được, bây giờ mình đi vô ăn trộm. Vô ăn trộm đúng không? Ờ. Chị cho em theo chị đi. Em muốn vô nhóm của chị. Chị đón nhận em. Dạ. Bắt đầu đi em. Rồi. Chìa khóa đâu? Chìa khóa nhà đâu? Nếu tao là chìa khóa, tao là chủ nhà rồi. Tao cần gì phải trèo vô? Chìa khóa nhà hả? Không có chìa khóa. Yên tâm. 1 phút 30 giây. Cái
chìa khóa nhà này nó đâu mà có. Hồi nãy chị nói chủ nhà ở mình đúng không? Đúng rồi. Người ta ở một mình, người ta làm biến đem cái chùm chìa khóa này theo lắm. Thứ nhất nó nặng, thứ hai lỡ để quên cái là ở ngoài đường luôn. Thường thường người ta giấu ngay mấy cái gốc cây nè, gốc cây bự nè, dưới đất nè, hành lang nè, hàng rào. Hôm bữa em lấy cái số em đi ngang qua thấy em bỏ vậy nè. Mày thông minh quá, bây giờ đi vô nhà hốt hết tất cả cho tao. Hành động luôn đúng không? Action. Vô. Cái gì vậy? Mày à? Mệt lắm, mệt lắm. Mày đâu? Đây hả? Bị gì ở đây hả? Sao tao bước chân vô nhà tao rờn rợn mày ơi? Sao vậy? Sao nhà âm u quá, tao hù không thấy gì hết. Trời, bà rảnh quá luôn á. Tao nói thiệt mà. Gỡ mắt kiến ra. Đèn mắt kiến đèn hỏi sao nó không tối. Bây giờ tao thấy nó tối tối á. Trời ơi. Ê. Gì? Nhà rộng lớn quá, bây giờ mình phải chia nhau ra để mình hốt của thôi. Bây giờ tao ở đây, mày lục hết tất cả các phòng, có bao nhiêu cái mày đem hết cho tao. Lẹ lên. Rồi. Nhà rộng quá. Hốt được rồi mày ơi. Vô mánh chị ơi, vô mánh chị ơi, vô mánh chị ơi. Bởi vì tao nói với mày giàu lắm mà. Trời, trời ơi chị ơi. Nè. Nè. Trời ơi. Vàng. Đây nè, đấy có vàng luôn. Cái rổ màu vàng nè. Không có. Đây nè, có giá hủ tiếu nữa đó. Chị em mình lên hương rồi. Còn cái gì nữa không? Còn. Lấy lẹ lên. Đây nè chị ơi. Không phải lên hương chứ là cái gì? Ngon lành cái đây. Không. Vàng không sợ kìa. Từ có hết. Ê. Nè. Còn nữa không? Con trời ơi sao không còn quá trời quá. Của cải. Của cải kìa. Hết. Một thùng luôn á. Ngon lành chưa? Mày đi vô trong mày lục một thùng nồi niêu xôm chảo ra. Mày đội trên đầu tao mày đội xuống như vậy nè. Mày để mục đích mày làm cái gì hả? Làm cái gì? Về mở tiệm ăn, nấu cơm sườn, bán hủ tiếu đâu. Tiền đâu mà mở tiệm ăn? Đánh bài, có hộ bài hôm nay nè. Mày điên hả? Sạc chuyện gì bài bạc? Rồi bây giờ mày đĩa tao đánh bài nữa hả? Nè chuyện hả? Mày lại cái gì hả? Tao biểu mày đi vô trong mấy cái phòng đó, mày lục mấy cái tủ ra. Mày không lục cái tủ ra mà tại sao mày xuống dưới nhà bếp mày lục nồi niêu xôm chảo ra làm cái gì? Chị, em nói chị nghe nè, em kiếm hết rồi, có cái gì ra là em lấy hết. Chứ em đâu có biết cái gì đâu chị. Mày lục hết tất cả cái phòng chưa? Em lục hết rồi, không có đúng một cái nhiêu đây đồ thôi hả? Không có củ cải vàng mà một đồng bạc nào trọng hết hả? Không có. Không có củ quý gì luôn? Không có. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao vậy? Ê, chẳng lẽ bây giờ giang hồ đồn là đồn đúng sao ta? Giang hồ đồn cái gì? Giang hồ nói tao không tin mà bây giờ tao tin rồi nè. Đồn cái gì? Giang hồ nói là ngoại thất thì già hoành tráng mà nội thất thì nghèo choáng váng. Trời ơi, thiệt cái hả? Thiệt luôn. Chà, sao kỳ vậy ta? Vậy giờ sao chị tính sao? Giờ tính sao giờ? Bây giờ ráng. Có tiếng động. Chị ơi. Em nói thiệt chị, bây giờ sao chị? Chủ nhà về phải không? Chị ơi. Chị đừng có tự tử, có gì mình năn nỉ người ta cho mình về được mà chị. Tao nói mày nghe, đi rồi đi. Hồi nãy mình vô cửa nào giờ mình ra cửa đó đi. Không, lẹ lên. Cửa hồi nãy bây giờ chủ nhà vô rồi, bây giờ sao mà ra? Đi vô cửa sau. Chở hoài em rồi gì biết cửa sau. Vậy bây giờ sao giờ? Bây giờ kiểu cách nào đi trốn hay là cái gì đi? Đi. Nhào vô đi. Chị giỡn hoài. Anh chở chị ơi. Ê. Sao không bình thường chứ chị? Action. Nói cho người ta hiểu với. Tụi tao lặng cướp. Mày nhúc nhích là tao giết mày chết. Nói. Ê, tụi tôi là tụi con là ăn cướp. Bây giờ chú không có tiền cho tao thì tao giết chú á. Chị là ăn cướp hả? Cướp. Trước khi mà chị muốn đâm tôi thì tôi chỉ chị.
Tao đấm thiệt á. Chị đâm chỗ nào? Tao đâm chỗ này hả? Đâm đây hả? Đâm đây cơ không à, không có máu nhiều. Trời ơi. Chúng ta nè, tim nè. Đâm vô đây một cái là tim ngừng đập, mà máu sẽ tuôn ra. Nhưng mà chỗ này tim nhưng mà máu nó cũng ít. Đâm chỗ này nè, ngay cái mạch máu lớn nè. Đâm vô một cái ha, xịt ra như cái vòi rồng luôn. Đâm vô, đâm vô, đâm vô, đâm vô, đâm vô, đâm vô. Đâm vô. Tao đâm thiệt à. Mày khùng hả? Tôi không có khùng. Hả? Mày điên hả? Tôi không có điên. Mày không điên sao mắt ký của tao? Tôi không muốn nhìn cuộc đời này nữa. Giết tôi đi. Trời. Giết tôi đi. Đâm tôi đi. Nếu các người không giết tôi sẽ tự giận. Ê, đừng, 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 đừng. Tôi sẽ tự giận. Tôi lấy cái này tôi sẽ đâm cho trong người tôi. Ông, giết tôi đi. Không, giết tôi đi. Giết tôi đi. Tôi lại chạy. Tôi lại. Giết tôi đây. Chết cha rồi sao đây mày? Bây giờ mình chỉ có hai phương án, một là giết ông thiệt, hai là chị em mình chạy thôi chị. Tôi là một kẻ phá sản. Hả? Tôi đánh bài, đánh bạc. Hả? Tôi thua hết tài sản trong nhà tôi. Trời ơi! Cha mẹ tôi dứt tôi ra đường. Tôi sống như một con chó ghẻ. Giết tôi đây, giết tôi đây, thôi. Giết tôi đây, giết tôi đây. Tao cũng là đồng nghiệp của mày nè. Tao là một nữ tỷ phú. Tao đánh bài, tao phá sản. Bây giờ tao không còn đồng bạc nào hết. Tao và mày là đồng nghiệp, cho nên mày đừng chết. Đứng lên, nào. Chúng ta cùng nhau dìu nhau. Đồng nghiệp. Mày cũng đánh bài, mày phá sản. Như vậy là Ngu Lan chức nữ đã gặp nhau. Một cặp tiên đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc. Giờ ta chăn con chi, tay chăn tay mà thôi. Đời bạc gian sao lắm phú phàng. Ngồi trước tấm gương sáng rồi vào đó mới thấy ân phát hoàn toàn không nhận ra. Ta mang bao tội lỗi lên thân ta giờ đây. Kiếp sống không nhà không người thân. Ta mang bao tội lỗi, người ơi ta đâu có chi. Xin hay tránh xa kiếp đó đen. Vâng, xin cảm ơn hai bạn. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm ơn hai bạn. Hai nhà đây. Trời đất ơi ông nội. Làm nãy giờ Minh Họa mệt chết luôn hả? Mày làm gì vậy hả? Mày làm gì tự nhiên mày hát như vậy? Tụi tao Minh Họa vậy? Không có đâu, tại thấy vô hoàn cảnh câu chuyện quá con mới em mới hát chứ bộ. Thì tụi tao là đồng nghiệp với nhau mà. Thôi, mệt quá. Đi mệt đi. Ê. Hả? Nghe nè. Gì? Đồng nghiệp. Khoan khoan khoan, để bắt ông này vô cái đã. Vô đây coi. Tại sao mà mày thuộc bài đó? Ờ. Ai cũng có nỗi buồn mà. Chú có nỗi buồn của chú đúng không? Đúng rồi. Chị có nỗi buồn của chị. Đúng rồi. Em có nỗi đau của em. Mày đau làm sao? Cuộc sống em nó không có gì gọi là khó khăn. Nó không có gì gọi là cú sốc của con cuộc đời hết. Năm năm tuổi lúc còn nhỏ là mẹ em theo trai. Trời ơi. 6 tuổi thì ba em lấy vợ bé. Họ coi như một cái bánh. Đã qua đã lại. Em phải lăn lộn ra đường kiếm cơm. Anh chị có hiểu không? Anh chị có ai thông cảm được cho em không? I see. Anh không bao giờ thông cảm được cho em. I know. Anh không phải như em đâu anh hiểu. I know. Chị có hiểu được cho em không? Nỗi đau này ai hiểu được cho tôi? I think so. Nói thật chứ chú đâu muốn cái cuộc sống mà nó khổ sở như vậy. Em không sống ba mẹ nữa. Yeah. Em lăn lộn ra đường. Oh. Em gia nhập vào liên minh quyền thoại. Một ngày anh biết em bán giấy số bao nhiêu là đưa cho liên minh hết. Mà thằng liên minh nằm khốn nạn ác bắt mày đưa tiền đó vậy. Game điện tử. Em chơi suốt chị. Tức cái là em còn bị hack nữa. Chị cũng là quân đội. Chị thấy cuộc đời em nó bất công với em chưa? Trời ơi, nó chơi game không mà nó cuộc đời bất công với nó. Thôi, chuyện mày cũng buồn cỡ như chuyện tao. Cũng từ bài bạc mà ra. Anh cũng vậy phải không? Nhà cửa vậy rồi tan quan hết gì bài bạc phải không? Nãy vô anh trộm đâu có đồng bạc nào trong nhà của anh đâu. Sao còn cái nhà anh không bán đi trả nợ cho người ta?
Tôi không thể nào bán được. Phải sao bán vậy? Được thôi, bộ cái nhà anh cầm rồi hả? Anh cầm rồi anh chuột ra bán cũng được vậy. Ừ. Tôi không cầm. Không cầm thì bán đi. Ừ. Tôi không bán được. Tại sao không bán? Bạn ơi. Ôi trời ơi. Bạn ơi. Đúng nghe rồi. Nghe. Tôi xin nói sự thật. Nói đi. Tôi cũng là ăn trộm. Về được chưa? Mình về đi. Tụi mình về đi uống ra ngoài uống nước mía rồi nói chuyện chơi chứ. Vô nhà ta ba đứa ăn trộm ngồi nói chuyện tào lao. Đây. Dạ. Yeah. Cha có người đột nhập vô cái nhà bình, này. Bình tĩnh, bình tĩnh, tất cả bình tĩnh. 1, 2, 3. Thôi không, nó lại. Nó lại. Tao ăn trộm, tao ăn trộm. Đè xuống. Đã nói từ từ. Có đâm thì đâm ngay đây nè. Đâm chỗ khác má công tôi dậy tôi mệt lắm. Đâm đây chết liền. Đâm đây máu phun ra cái dồi. Ừ. Dính hết vô mặt bà. Ê, cái câu này nghe quen quen nha. Quen dữ ta. Tôi hiểu chiến hữu là ai rồi. Nhìn mặt là tôi biết đã thất bại trong cuộc đời. Vì sao thất bại? Vì sao? Vì cờ bạc. Hả? Đánh đề. Hả? Đua chó. Hả? Đá gà. Hả? Đá cá. Hả? Trời châu. Tại sao mấy người coi thường tôi quá vậy? Định kể từng tội của tôi ra. Tất cả những cái gì mấy người vừa kể tôi đều chơi hết rồi. Trời ơi, cả nội là sư tổ tụi mình rồi. Nhưng mà nó chưa đủ cho nên ngày hôm nay tôi phải đi đến đây, tôi muốn tự sát. Thôi, thôi đừng có tự sát. Căn nhà này bây giờ không còn cái gì mà có giá trị hết. Đúng rồi. Nó chỉ còn có 4 bức tường. Chẳng lẽ đập ra lấy xà bằng để mà bán hả? Đúng vậy. Bây giờ dây đi theo tụi tôi. Ừ. Tìm đối tác khác, mình chuồn vô, mình phối hợp để mình kiếm được con mồi ngon lành. Lúc đó mình chia tiền. Mình tha hồ sống món với lại cái sở thích của mình. Đây, thôi đi. Nãy giờ các người tưởng tôi là ai? Ăn trộm. Không, tôi không phải là ăn trộm. Chỉ là cái gì? Tôi là chủ nhà. Như vậy nè, nhà cao cửa rộng như vậy nè mà có mấy cái người mà không có đi học
không, vô văn hóa. Tôi tưởng là về đây sống một cái không gian yên tĩnh. Mọi người có trình độ văn hóa, người ta tôn trọng không gian sống riêng từng người. Thì bởi vậy đằng này mới có 10 giờ sáng mà chửi lộn. Ít nổi. Chuyện này tôi sẽ nói với tổ trưởng, để tổ trưởng giải quyết cái chuyện này. Đúng rồi đó. Mỗi tháng mình đóng tiền trong quân thường này sao? Giải quyết cái gì? Em kêu mình ra. Cô kêu mình ra đó. Em kêu mình ra để giải quyết. Anh Tư, 10 giờ sáng mà còn ngủ á, là không có được, thấy không? Nó không có tốt cho sức khỏe. Đúng rồi. Ai cũng có quyền tự do ngôn luận, sáng người ta tức là luyện cái mỏ cho nó vui mà. Nói chung là muốn bày tỏ tình cảm như thế nào cũng được. Bằng hành động hay bằng ngôn ngữ đó là chuyện của mọi người. Đúng rồi. Trời ơi, ông ơi, gì vậy? Đâu phải kêu qua đây để giải hòa đâu. Nè, sao người ta biểu á, đi ra ngoài này để quấy lộn, để gây lộn, để binh cho một người vợ. Nói người ta không đẹp rồi mà còn không thương người ta nữa, không binh. Coi nè, nó quấy em nè, tàn sát hết trơn, là bắt kiến em của em nè, nó quấy em cái nè, đó rồi gãy luôn bắt kiến này nè. Trời ơi. Tự bà bẻ, ngày nào bà cũng bẻ hết trơn trời á. Sáng cái bà bẻ, tối cái bà đi mua cái khác, rồi sáng ngày mai cái bà bẻ. Trời đất ơi, bà lại... Ai bẻ hồng cào hả? Nói bẻ, em không có tự bẻ, hiểu chưa? À, đúng rồi, trời đất ơi, hàng xóm với nhà mà cứ bẻ mang kiến người ta hoài. Trời đất ơi, thấy chưa? Chồng bây giờ chồng qua chồng giải quyết cho tôi. Hai giờ chồng tự bẻ mắt kiến rồi đổi tôi là mình bẻ mắt kiến đó. Ai mà tự bẻ này nè. Trời đất ơi, quá trời quá đất rồi, được chưa? Vậy được chưa? Binh vợ vậy được chưa? Trời ơi, bây giờ vợ muốn sao? Rác kìa. Trời ơi, rác có gì đâu. Có cái gì đâu. Đây, để tôi. Anh để tôi, để tôi. Có gì đâu, để tôi đi bỏ cho. Để tôi bỏ cho. Không, tôi nói anh tự để tôi đi bỏ cho. Để tôi bỏ cho. Trời ơi, cái gì vậy em biết đó. Xin lỗi vợ. Vô tình chứ không có cố ý đâu vợ ơi. Trời ơi. Trời ơi trời, ông nghĩ sao vậy? Tôi kêu qua bệnh, khâu cái miệng nó lại, móc mắt nó cho tôi. Mà ông nghĩ sao mà ông lại đánh vô trong đầu tôi? Trời ơi, ông lại bẻ mắt kiếm của tôi. Xong rồi ông giật nơ của tôi. Thôi, chồng sớm với nhau mà có cái gì đâu. Thôi nè, thôi để tôi đi đổ cho nha. Anh Tư, yên tâm đi, để tôi... Bây giờ ông phải qua ông giải quyết cho tôi. Giải quyết sao? Cái con đó nó đánh tôi đó. Bây giờ ông qua ông bẻ mũi, ông móc mắt nó cho tôi. Tôi đâu có để yên, tự nhiên nó vô nó đánh tôi à. Ông có chuyện mà quà giải một cách bình thường như vậy, phải qua quýnh nó cho tôi. Thôi được rồi, để đây. Thôi giờ bây giờ để sao? Tôi giải quyết. Hai bà muốn đánh nhau đúng không? Bước ra ngoài. Rồi. Bước ra đó. Rồi. Muốn tụi tôi đánh nhau chứ gì? Đánh đi. Mới vừa lòng mấy bà chứ gì? Đánh đi. Nè. Tôi đánh anh á. Tôi cũng sẽ anh không biết dạy vợ anh là tôi đánh anh á. Anh cũng về dạy vợ chứ anh không dạy vợ anh là tôi cũng sẽ đánh anh ạ. Anh đừng có giỡn mặt với tôi nha. Tôi là cưng vợ tôi lắm đó nha. Anh cũng đừng giỡn mặt. Vợ anh quăng rác qua nhà vợ tôi nha. Vợ anh cũng quăng rác qua nhà vợ tôi nha. Bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao? Anh binh vợ phải không? Tôi không có binh vợ. Tôi đánh anh á. Tôi cũng đánh anh á. Đi ra. Cái gì vậy? Con mẹ kia, đi đánh lộn. Đánh hay là đánh nhiều hả? Đi đánh lộn hay là đi vũ ngọn bồ bịch với nhau? Trời ơi, nhìn thấy ghê quá. Tao phải quánh là quánh đánh thiệt nè. Giờ quánh thiệt nè. Quánh coi quánh thiệt nè. Lại đi quánh nè. Lại đi quánh thiệt cho mấy ông coi. Nè. Lại đi quánh thiệt cho mấy ông coi đi nè. Đánh đau à? Đánh nằm ra đau. Đánh xong đau. Trời ơi, tao nhiễu nè. Trời ơi, đau. Nhiễu nữa. Đau rồi, tao nhiễu. Sao đánh cho tao nhiễu? Đánh cho tao quá vậy. Bây giờ muốn có chiến tranh phải không? Trời. Hai người muốn tụi tôi quýnh lộn phải không? Quýnh đi. Tụi tôi quýnh cho bà coi nè. Quýnh đi. Tụi nói cho anh biết nha. Khoan đã. Đợi tôi vô. Bật nhạc lên. Bật nhạc đánh lộn mới vui. Trời chút xíu đi.
Trời trời có nhạc, trời có trời nhạc. Có nhạc đánh mới vui. Đúng rồi, trời, trời có nhạc. Có nhạc. Bình tĩnh, để tôi giải quyết. Bây giờ muốn đánh kiểu nào? Chợ búa. Chợ búa. Chợ búa. Vậy đánh là... chợ búa kìa. Vậy là đem các cái vỏ ra chợ chồng hởm ra phải không? Thôi, non nước này thì không thể nào chịu được nữa rồi. Đánh đi. Chuyện này căng thẳng quá. Tôi cũng không muốn gia đình tôi mà bất ổn. Bây giờ tôi nói cho anh Sáu biết nha. Tôi sẽ quýnh anh á. Tôi cũng nói cho anh biết nha, anh mà đánh tôi là tôi không có nhịn đâu đó, tôi nói thiệt á. Anh có tưởng tượng là tôi không bao giờ tôi hâm, mà tôi đánh lên liền đó, đánh đi. Anh gọi đánh đâu có chứ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Anh là tôi biết nha. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Vừa đau mà vừa mệt nữa. Đúng làm rồi. Sao mà còn sức cũng đánh gì mệt lắm chứ. 4 tuổi rồi. Chắc gì mệt lắm đánh nữa đó. Ngay cứ coi này kệ đó đi. Chỉ là mình vừa lòng rồi đó. Đúng rồi. Giỡn mặt đây. Qua đây. Tôi đây. Giỡn mặt đây. Mệt quá rồi chứ gì. Không. Dừng cuộc chơi. Tôi biết lỗi tôi rồi. Em biết lỗi em chị. Chị nói cho cưng nghe. Dạ. Là tại vì như vậy nè. Tại cũng lỗi tại em. Mình quá đáng đúng không? Dạ. Thôi bây giờ về. Mình là láng giềng với nhau. Dạ. Đúng không? Tắt lửa tối đèn với nhau. Dạ. Thôi đừng có gây gổ với nhau nữa. Đúng rồi. Chị xin lỗi em. Em xin lỗi chị. Là tại vì chị đã đổ rác qua nhà đổ rác em. Em là người đổ rác qua nhà chị. Chị mới là người. Em nói là em nè, em nè. Tao nói tao đổ sao mày giành hoài vậy? Em đổ, em nói em đổ mà em có lỗi. Đừng gây rủa nữa. Đừng gây rủa. Bởi vì em biết em có lỗi. Đúng rồi, chị đừng có giận lỗi. Em gì thôi hết trơn. Thôi bây giờ vậy nè. Thôi bây giờ vậy để rác của nhà em chị gom hết chị đổ nha. Chị đổ. Thôi để em rồi. Gom đổ hết cho chị không, ơi không, em không, có lỗi mà để đổ. Em làm. Gom rác đổ. Để em rồi, em rồi. Gom em làm hết cho. Bắt đầu từ bây giờ là mình không gây gỗ nhau nữa nha. Đó không có gây lộn gì hết trơn á trời á. Bạn coi rác không kìa. Khang xí xí đầu tông giả anh bà kìa. Trời ơi. Đi ra đi rác thôi mình đi ra đi. Được rồi. Để em lượm em làm hết cho chị đừng có lo. Mấy bà gom rác mấy bà đi đổ. Rồi bây giờ tụi tôi làm sao? Thì tự đi bệnh viện đi. Hả? Bây giờ đừng có gây gỗ nhau.
trời đất ơi, ai trồng cái chuối giữa nhà tôi vậy? Lùi tay ra, xíu nữa là hốt muốn hoài rồi. Tập thể dục thì phải ngó tới ngó lui chứ, làm cái kiểu gì vậy? Mai là tôi đó, chứ gặp người khác hả, chắc dễ để yên cho anh à. Trời đất ơi, chị nói vậy là sai. Tập thể dục mình tập trung, phải không? Hít thở rồi phải nhắm mắt chứ. Ai mà biết chị vô bất tử vậy? Đi đâu đây? Đi kiếm anh chứ đâu, anh Pho. Anh tập thể dục đó hả? Anh gì? Anh Pho. Là sao? Pho là Tư đó, bây giờ đứng kêu bằng Tư, kêu bằng Pho đi, hiểu không? Ừ. Nhớ tôi không? Chị là ai đây? Ai? Ủa? Chị Tám. Ai? Hả? Ai? Tám. Ớt hả? Chữ ai của người ta đẹp, nghe chữ ớt, chữ ai. Ai là Tám đó, anh đi tập thể dục đó hả? À. Ủa sao ông mang giày ba ta tập thể dục mà phải mang dép kẹp vậy? Chưa có mua à? Ủa tập thể dục sao giống như mặc đồ ngủ vậy? Nè, tôi tập thể dục tôi muốn mặc gì tôi mặc. Mắc mới với chị mà chị xỉa xối hả? Hey, thường quá à. Anh biết tôi mặc đồ vậy đi đâu không? Đi đâu mà ăn mặc đồ dị hợm vậy? Đi dạo lối sớm đó anh. Cái gì? Đi dạo lối sớm đó. Cái gì? Đi dạo vòng vòng lối sớm đó. Đi dạo mà chị ăn mặc như là chị đi. Thử đi dạo lối sớm là mặc này. Nếu mà đi shopping á thì mặc sore. Rồi nếu đi ăn tiệc thì mặc đồ vest. Nếu ở nhà thì mặc đồ phi bóng mà có thêu. À, vậy lúc đi ngủ mặc cái gì? Trời ơi, vậy trúng gió chết. Bây giờ nó mặc vậy không đó anh. Nè, nói cho anh biết hay chưa, hôm nay tôi qua tôi gặp anh, rồi tôi hỏi thăm lúc này vợ anh chị Pho khỏe không. Trời ơi, ta nói thằng con của tôi cứ nhắc anh chị hoài à, nghĩ mà tôi thấy thương anh quá à. Đó, con anh với con tôi đó là hai đứa là bạn thân với nhau. Cái gì cũng cùng nhau hết á. Ta nói đẻ cùng năm, cùng tháng, cùng ngày nè. Rồi học cùng trường, cùng lớp nè. Rồi tốt nghiệp cũng cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nè. Rồi vào trong công ty cũng cùng một công ty nữa. Nhưng mà bây giờ con tôi đâu có tuốt ở trên trời. Còn con nó đã tuốt ở dưới đất á. Thường hết sức gì đó. Mỗi tháng hả, thằng con tôi nó gửi về cho tôi 220 triệu. Còn tôi nghe đồn là con anh gửi về cho anh 2.2 triệu phải không? Hey, bởi vậy bây giờ nói má ơi, má đừng có làm gì hết đó. Má ơi, bây giờ con giàu quá rồi, má làm gì cho mệt. Má cứ ở không đi, một ngày má cứ lôi ra khoảng 22 triệu, má đi shopping cho con đi, xài hết tiền cho con nha. Xài không hết tiền là con giận con xé tiền đó. Bởi vì ngày nào tôi xài tôi biết tôi xài cái gì mà hết 22 triệu đó anh. Rồi tôi khổ ghê. Vàng thiệt á, tao nó đeo mà cậu cho ăn cướp, nó giật cái số tiền để cơ hội sắm vàng khác mà nó không chịu giật. Nó cứ nghĩ là tôi mang vàng giả nhưng mà thật. Nó khổ lắm anh ơi. Rồi bây giờ nè, hôm nay tôi đến thăm anh là lần cuối cùng. Sao vậy? Không phải là tôi chết hay tôi đi nước ngoài đâu. Lần cuối cùng tôi đến thăm anh mà tôi đi bộ. Wow. Bắt đầu ngày mai tôi sắm cano. Cano làm gì? Tôi sắm cano, tôi mướn tài công, tôi bắt tài công dạy cho tôi lướt ván. Lướt ván bây giờ là môn thể thao. Và kể từ giờ phút này tôi sẽ không đi bộ nữa mà tôi lướt ván, tôi ghé từng nhà hàng xóm tôi đi bằng lướt ván. Tôi lướt gì nè. Đắp be bờ cho kỹ nha, không tôi lướt cái cano tràn như nhà của anh đó. Thôi tôi đi nha anh Pho. Đâu vậy? Đâu vậy? Buồn quá giờ đi chơi, đi sắm vàng chứ đâu giờ. Lát mong cho ăn cướp thì dịch sợi chuyền này, còn không chắc lát tôi quăng vàng hay tôi bỏ quá chứ giờ sao bây giờ. Nè, chỗ đó phòng ngủ tôi đó, bữa ra vô đó này mà. Lộn, phòng ngủ tan quan tác quát vậy, còn phòng ngủ nhà tôi là toàn kiến không. Ai nhìn ra nhìn vô cũng thấy hết, toàn là kiến không à. Thương quá à. Đúng là tám nổ mà, lúc nào cũng nổ. Chưa chắc ai hơn ai à. Alo. À, ba nè. Hai hả? Khỏe con. À, con sao? Hả? Cái gì? Con mới mua nhà hả? Hay quá. Sao? 2 ngày nữa tân gia.
À được rồi, thôi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Hai ngày nữa ba sẽ có mặt nha, để mừng tương gia với con. Và ba sẽ có món quà thật bất ngờ cho con. Vậy nha. Đừng nói gì nữa chứ. Rồi. Bà Tám, kỳ này tôi có đồ chơi lại bà rồi. Bà đã thấy tôi không phải là dạng vừa đâu. Chẳng phải dạng vừa đâu. Vừa đâu. Không, ra xách đồ phụ má coi. Trời ơi. Cái gì? Mới đi chợ về đó hả? Thánh thần ơi, sáng sớm đi chợ. Đi bộ hai bận về mệt xì khói luôn. Bữa nay bà đi chợ bà mua cái gì vậy? Có gì đâu, cũng như mỗi bữa. À, khô, mắm, rau, thịt, trái cây, gạo, muối, cái gì đâu. Bởi vậy, cứ ăn những cái món tầm thường như vậy. Bởi người ta khi dễ mình, coi thường mình. Ngộ không? Mắc mớ khi dễ, ai khi dễ? Bà Tám két, bà mới qua nhà này nè. Bà sỉ nhục tôi. Bà nói nào là con bà với con trai mình đó là đồng trang lứa, sanh cùng ngày cùng tháng ha? Mà bây giờ con bà làm cái chức cao giám đốc gì đó, còn con mình chưa là cái gì hết ha. Con bả một tháng gửi cho bả 20 mấy triệu, trong khi con mình gửi 2 triệu mấy. Mà tôi đang thắc mắc tại sao bả lại biết con thằng hai nó gửi cho gia đình mình có 2 triệu. Ai nói trong nhà này? Ai nói? Tôi không có nói rồi đó. Thằng Út nó có nói không? Bà gãi gãi cái gì vậy? Ngứa. Có phải bà nói không? Bà nói cho bà biết phải không? Tôi nói là nào? Tôi sao bà biết? Tôi tâm sự thôi. Bà tâm sự còn quá hơn là nói. Đúng là chuyện nhà. Có mấy... sao đâu, thì con mình làm 2 triệu, nói 2 triệu, mắc mối gì mắc cỡ mà không nói. Nhưng mà tôi không thích ai sử dụng tôi hết. Mắc mối gì mà đề... nghe cái lời bà nổ đó. Bà nổ mà hơi đầu nghe. Trời ơi, con bà làm nhiêu thiệt mà sao biết được. Thôi được rồi, bỏ cái vụ qua một bên. Bây giờ cái vụ này nó quan trọng nè. Vụ gì? Thằng hai con mình á, tôi mới mua nhà mới. Cái gì? Mua nhà mới hả? Ừ. Trời ơi, lớn lắm. Trời ơi, nhà mới lớn lắm. Rồi nó mời mình 2 ngày nữa lên nhà nó ăn tân gia. Vậy hả? Ừ. Ông chuẩn bị coi. Trời ơi, con mình mà nó mua cái nhà vậy. Dĩ nhiên rồi, mình lên mình đâu phải mình thăm tay không, phải có món quà cho nó chứ, đúng không? Rồi, được rồi. Ừ. Kỳ này tôi phải đặt quà cho con mới được. Để một lát nữa tôi chạy ô qua bà Chính ha. Tôi đặt bà 100 bánh ít nè, rồi 20 đồng bánh tét, rồi bắt mấy con gà, 2 vịt, rồi tôi nói đặc biệt nữa là dưa mắm nha, dưa mắm. Nó quá dưa mắm lắm, qua đặt bà Tám hủ dưa mắm, bà làm ngon lắm. Trời ơi, trên Sài Gòn đâu có món đó ăn. Bà đặt nó về làm gì? Dạ. Cho bà ăn hết luôn. Bây giờ con mình nó giàu rồi, tặng mấy cái món đó có giá trị gì? Ha, bỏ. Tôi có danh sách rồi. Ha, nó gọi là cái list. Cái gì? Mình lên kỳ này á, phải mua cho 2 vợ chồng thằng hai một cái màn, một cái truyền hình 50 inch. Mà cái loại nó cong cong vậy nè, đó. Thấy không? Rồi cho nó cái tủ lạnh thông minh. Tủ lạnh thông minh là sao? Trời ơi, nhà quê quá. Tủ lạnh thông minh có nghĩa là sao? Khi mình ở nhà thì nó lạnh, mà khi ra khỏi nhà thì nó nóng. Vậy đồ ăn sao? Hư thì mình mua cái khác mình để vô vào mà. Trời ơi, cái tủ đó là tủ ngu với tủ thông minh vậy? Nè, bà tàu lao. Thánh thần ơi, tiền đó mà mua sơ sơ mấy món đồ mà ông tính thôi á, nổi cái truyền hình đó tôi thấy khủng bố rồi. Trời ơi, cả 100 triệu đó ông ơi. Bà đừng có lo, có tiền hết á. Tất cả cái tiền đó nó nằm ở trong cái tủ thờ nè. Giỡn hoài, bớt giỡn nha ông ơi. Tủ thờ làm gì có tiền? Nhà mình làm gì có tiền? Tôi nói có là có. Không quá, tủ thờ có gì đâu trong có tiền. Bây giờ tôi mới nói thiệt cho bà biết, trong tủ thờ nó có cái bằng khoáng đất. Mình lấy cái đó mình cầm là dư sức. Cái gì? Giỡn mặt với tôi hả? Trời đất ơi, Sanh tật quá. Sanh tật gì? Trời ơi, tôi nổi điên với ông quá. Trời ơi, suốt ngày riết từ từ tôi thấy ông sanh tật quá. Tôi không có phụ về tôi cái gì hết trơn á. Tối ngày lo chân diện nè, coi nè, thấy không? Đàn ông ăn mặc thấy ớn không? Sao đó, nó đi dép màu xanh, cái quần màu đỏ, cái áo màu cam, thấy ớn không? Rồi bây giờ còn sanh tật nữa. Trời đất ơi, 100 triệu đó, 100 triệu lận đó, biết không? Bao nhiêu trăm triệu cũng không thành vấn đề. Bằng khoáng đất đó là của cải cha mẹ ông bà để lại, đem sẽ bằng khoáng
Mày cầm là sao? Để không làm cái gì bụi không. Trời mình ơi. Đem lấy cầm. Ông lấy ơi gì sai? Ông ơi. Trời ơi, mày ra đây mày coi, mày ra đây mày coi. Mày ra đây mày coi. Dạ. Mày coi ông cha mày nè. Bây giờ sanh thật quá rồi. Đi qua nói chuyện với mẹ tám mẹ nổ sao giờ về đây học theo cái đánh nổ của mẹ. Mày coi nè. Nè. Trời ơi, trời thế, ơi. Thế, vụ gì thế? Vụ gì vậy? Đâu có gì đâu. Anh hai mày mua nhà mới. Hả? Anh hai có nhà rồi. Chứ sao? Nhà anh hai có hồ bơi không? Có hồ bơi luôn. Có lò sưởi không? Có hết. Khi nào mình lên? Hai ngày nữa. Hai ngày nữa? Ừ. Vậy là mình phải đi mua đồ cho anh chắc hai rồi. Chắc rồi. Ủa ông ngọc mày chứ mua. Trời ơi. Ông tính tao đã chóng mặt rồi thêm tới mày tính nữa hả? Yên lặng. Mà tính nhớ. Trong nhà này. Tôi là chủ cái nhà này. Tôi là người đàn ông. Và tôi cũng là người đứng tên trong cái bằng khoáng đất đó. Khi tôi đã quyết định, không ai được cãi. Trời ơi. Trời ơi, chết rồi. Alo. Cái gì vậy anh? Alo. Ai gọi vậy anh hả? Dạ, ai dạ, vậy? Dạ, em biết rồi. Biết cái gì anh? Biết cái gì hả? Để anh nói chuyện với người ta. Dạ, dạ. Nhưng mà à, người ta nói cái gì vậy anh? Dạ, anh ơi, à, anh yên tâm anh đi. Anh là ai vậy? Anh là ai mới được? Người ta ở bên ngân hàng. À, vậy hả? Trời dạ, anh yên tâm, em sẽ cố gắng giải quyết trong vòng một tuần anh ha. Anh hỏi tỷ dạ, giá ngân hàng này giá đô nhiêu? Trời, cướp máy rồi. Giá đô bao nhiêu? Cái gì vậy? Dạ, sao vậy anh? Trời, em rối quá anh ơi. Mình phải làm anh rối theo á. Anh ơi, bây giờ sao hả anh? Bà thì anh hứa với người ta là cố gắng giải quyết trong vòng một tuần đó. Một tuần hả? Một tuần là mấy ngày vậy anh? Theo em một tuần là mấy ngày vậy em hả? Em cũng không biết nữa. Không biết là mấy ngày nữa. Thì anh đang cố gắng bình tĩnh, em làm anh bấn loạn theo em luôn á. Em không bình tĩnh được nữa rồi. Một tuần em nghe đồn là 7 ngày phải không? Đúng 7 ngày. Hình như nó là 7 ngày đó. Vậy hả? Trời ơi, vậy là đúng rồi. Trời, chết là bấm chuông vậy? Ai bấm chuông vậy anh? Nhà mình có chuông hả? Cái gì tôi hẹn một tuần mà sao giờ này người ta tới? Trời, chết rồi, giờ sao? Đây đây. Giờ sao anh ơi? Trời, chắc em chết rồi, em không sống nổi anh ơi. Em. Dạ. Bình tĩnh lại. Anh dặn biết bao nhiêu lần cái gì cũng phải bình tĩnh hiểu không? Trời anh ơi, bình tĩnh giờ này em bình tĩnh được em là con từ chó. Từ bấm hoài à. Tôi đâu có làm cái gì đâu. Đừng mà. Dạ con lại hai ông bà. Ông bà ơi, nhà con hôm nay là có tân gia. Tụi con không có mướn xiếc tới đây để mà ảo thuật đâu. Dạ hai ông bà về giùm con đi. Trời ơi, tiền đâu mình trả. Mấy người lại vậy? Hả? Vô nhà tôi làm cái gì? Hai con không nhìn ra ai hay sao? Không lại. Trời ơi. Trời ơi. Tía. Tía. Ừ. Trời ơi, tía ơi. Trời ơi, sao tía thay đổi dữ vậy tía? Bữa nay con bị bất ngờ với tía luôn á tía. Trời ơi, con không ngờ tía lột xác một cái quá hớp luôn tía ơi. Trời ơi, tại sao tía thay đổi như vậy hả tía? Tại sao má con có làm cái gì mà có lỗi với tía không? Mà tại sao tía quăng má con ở dưới quê? Mà tía cặp bồ với cái bà này nhìn không có ra gì hết. Tụi bay im đi. Tụi bay mới là có vấn đề đó. Nhìn cho kỹ đi. Đây vẫn là bà xã của tao mà. Đâu phải má của con đâu tía. Mommy là sáng ướp má ơi. Mommy. Tía. Má. Trời ơi, tía má hôm nay tự nhiên ăn mặc cái gì con thấy lạ lạ, nó gì gì sao á tía? Đâu, nó quỷ thần hả? Tao nói đâu phải tại tao đâu. Cha già dịch đây nè. Mày coi đó, từ cha sanh mẹ đẻ tới giờ tao đâu có ăn diện mà có kỳ cục vậy đâu. Chả bắt tao đi mai bộ đồ y chang bà tám. Nè, dạ. Mày coi xanh đỏ vàng tím thấy ớn không? Rồi à, mày coi nè, kêu mua cái mắt kiến y chang bà tám. Đeo vô mày thấy cái mặt tao giống như con cá hồi lòi không? Thấy không? Rồi mày coi cái mái tóc thời của tao, tao để mấy chục năm nay tao yêu thương nhất là cái mái tóc, ngày nào tao cũng gội dầu nhờn bầu kết, tao xả tao gội, tao nước mũi tao gội, mà nỡ lần nào bắt tao đi xén cái tóc mà tao ngồi trong mà cái tiệm uống tóc một tiếng mấy tiếng đồng hồ, một buổi trời ra giống như chó lông xù không? Đủ rồi, bà càng nhằn cái chuyện này từ ở dưới chạy lên đây nhức đầu quá rồi. Tao không thằng nhăn được. Mày coi tao ngồi trên chiếc xe đò đó, mà tao đi một dọc từ dưới quê lên đây mà bao nhiêu cặp mắt dồn vô nhìn tao y như là quái vật vậy mà biết không? Hồi xưa nghèo thì bắn đầu bình thường, đơn giản. Bây giờ có tiền thì phải thay đổi phong cách. Có đẳng cấp lên, hiểu không? Có tiền hả? Tía má có tiền hả? Bữa nay là tân gia của con đúng không? Dạ. Tân gia đúng không? Dạ. Tía má lên đây không phải là đi tay không đâu. Có quà bất ngờ cho con. Cái gì nữa tía? Người dẫn chuyện.
Trời ơi, ai ai nữa vậy tôi? Người dẫn chuyện. Người dẫn chuyện ai vậy? Mày không nhìn ra hả? Ai? Mày lại mày coi kỹ coi. Ai vậy anh? Trời ơi, thằng Út. Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Mày làm người không làm đi làm chó hả? Sao nó sủa vậy anh? Chuyện cái này ra nói chuyện em. Ngậm sao nói được. Ôi, à. Út ơi, em dạ. Hả Út? Em. Trời em sao em mặc đồ gì? Gì hộp quá vậy Út? À, vậy mới giống với lại tía chứ. Sao? Trời ơi, tía còn đeo nơ đặt đó, đặt mới có đó. Hình như có một style nè. Một à ha. Anh hai, anh hai, chị hai có quà của tía. Đây là cái quà ngoại. Hơn 10 triệu. Đây là nhân sâm. Đó. Còn đây là một sấp vải gấm để cho anh chị mai đồ ngủ cho nó mát. Trời đây. Và đây là món quà nữa. Đó là sâm cao ốc. Mày khùng hả? Làm gì có món sâm cao ốc? Người ta là sâm cao ly. Ờ. Không, cái này là sâm cao ốc đàng hoàng mà. Mà tại sao là cao ốc? Lên cao ốc mua sâm đó. Đây mới là món quà đặc biệt. Vậy là cái gì vậy tía? Đây là truyền hình. Hả? TV? 50 inch. TV hả tía? Ờ. Màn hình công. Trời ơi. Tía, tía làm cái gì vậy? Trời ơi, vợ con rồi tía, cái gì vậy tía? Tôi chỉ diễn tả cái màn hình thôi chứ có gì đâu bà. Bà diễn tả gì tía, công gì tía? Còn một món quà đặc biệt hơn. Đó là tủ lạnh thông minh. Thông minh sao tía? Đó là khi nó biết mình ở nhà. Dạ. Nó sẽ lạnh. Ồ. Mà mình đi ra khỏi nhà. Dạ. Nó sẽ nóng. Chi vậy tía? Để đồ ăn nó hư. Trời ơi. Trời ơi, tôi đã nói cái tủ đó là cái tủ ngu rồi mà nói cái tủ thông minh vậy, dám mua mấy. Ngu gì mà ngu? Hư vỏ mình mua khác để vô. Trời ơi, tía cần biết nó là tủ lạnh thông minh là tặng cho hai con vậy thôi. Dạ, đừng có thắc mắc nhiều. Cái đó từ từ tính thôi, mình vô trong ngồi đi tía. Vô mấy cái điện thoại nè. Má ơi. À khoan. À. Tía còn sẽ tặng cho hai con hai cái điện thoại. Ôi. Hai cái điện thoại luôn hả tía? iPhone 10. Cái gì vậy tía? Người ta mới ra iPhone 6 à tía? Tao đặt trước nha. Trời ơi, tía với má làm chưa về đâu. Sốc quá, sốc luôn á. Ngồi đi, ngồi đó bà, ngồi đó bà. Tía ơi. Trời ơi. Phải sạch sẽ chứ. Nhà này ghế sang trọng, phải ngồi phải cẩn thận. Không có thể để dơ ghế con cái, hiểu không? Dạ. Tía sạch ghê luôn tía. Dạ, nó thật sự dơ rồi đó tía. Hả? Dạ, nó thật sự dơ rồi. Ngồi vậy quen rồi con. Dạ. Ờ tía. Tía mặc bộ đồ đỏ rồi tía ngồi lên cái ghế đỏ. Tía giống con tắc kè quá ha. Em. Nó chìm vô cái màu. Dạ. Nói cái gì vậy? Dạ. Dạ không nên nít. Dạo này cái mặc đồ nổi chói chang không mà có bắt tao là nè. Đứa xanh đứa đỏ y như đèn vậy. Như dạ. Tưởng là cột đèn giao thông. Càng nhạt quá. Giống như là tía má đang hồi xuân hay sao á. Nhưng mà tía. Nè 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 khoan. Tía dạ. Má có tiền. Bữa nay là tâm gia đúng không? Rồi. Dạ đúng rồi. Gia đúng không? Dạ. Con có mời con của bà Tám Két tới không? Dạ có chứ tía. Nó là sếp của con mà với lại nó là bạn học của con từ nhỏ tới lớn sao không mời được. Nhưng mà nói tía nghe nè. Mời mời chứ chưa chắc là nó sẽ đi đâu nha tía. Ủa tại sao? Đây con. Dạ tại vì nó đang bị công ty nó đang bị thanh tra đó tía. Là nó bị dính dáng vấn đề tiền bạc bữa giờ đó. Ủa cái gì? Công việc của con bữa giờ cũng bất ổn tùm lum quá. Hèn gì. Hôm rồi nó không thấy bóng dáng bà Tám Két ở đâu. Bà bắt cỡ quá, bà mới núp lùm. Đúng rồi tía. À. Dạ, con mời tía uống nước. À, cảm ơn con. Dạ, con mời tía. Dạ. Tía má. Ừ. Dạ, uống nước. Dạ, chị hai. Chiều nay gia đình con tân gia, tía má lên vậy thì vợ chồng con cũng vui lắm. À. Nhưng mà tía má mua đồ chi tùm lum tùm la vậy, tốn kém tiền bạc quá à. Ôi. Thôi, thấy... mày đừng nhắc tới mấy cái vụ đồ. Mày đúng nói tới cái vụ mua đồ là tao nổi nóng. Sao vậy má? Tao nổi nóng mày lên đây nè. Sao vậy má? Trời đất ơi, quỷ thần ơi mày nhìn cái mặt vậy. Tự nhiên giờ tao sống nửa đời sao tao nhìn cha này tao thấy ó đâm mày. Đâu, gương mặt của tía không thấy thánh thiện lắm. À. Trời ơi mày coi thánh vật cũng chứ thánh thiện cái gì. Sao vậy má? Mày coi nè nè đó ba cái đồ đạc mà mua lên cho tụi bay nè. Dạ. Đó, mày biết tiền đâu ra mua không? Tiền ở đâu biết không? Hả? Ở đâu? Bà nít không có thành vấn đề. Không thành vấn đề hả tía? Ngày hôm nay tụi con á giống như á là nghèo á, nghèo mà gặp người mà đại gia đến để mà tụi con có thể chia sẻ. Thưa tía má, thưa với lại Út luôn. Dạ. Nếu như mà tía má lên đây á mà không có điều kiện như vậy á, tụi con không có dám chia sẻ. Nhưng mà bây giờ biết tía má có điều kiện vậy thôi, bây giờ tụi con nói ra luôn để có gì cả nhà giúp giùm tụi con, chứ tụi con cũng hết cách rồi. Muốn gì cứ nói, tía má giúp. Tía dạ. con chia sẻ một cái chút gì đó nhỏ nhỏ của tụi con nha tía. Được. Dạ nhỏ xíu nha tía. Nói đi con. Tía,
Thật ra thì cái căn hộ này nè, vợ chồng con mua cũng được 1 tỷ mấy. Tỷ rưỡi hết á. Dạ. Đẹp mà. Con trả hết tiền cho nhà đầu tư rồi. Dạ, con trả hết rồi. Dạ. Nhưng mà chỉ thiếu tiền ngân hàng có 1 tỷ à. Dạ. À, tiền. Trời ơi. Bây giờ tao thành màn hình công thiệt rồi đó. Tụi con thiếu 1 tỷ, tụi con trả góp cho tiền ngân hàng này nọ. Nhưng mà bữa giờ công ty của con nó bị gặp trục trặc này nọ, thu nhập cũng khó khăn của hai vợ chồng con. Bởi vậy hiện tại bây giờ góp còn thiếu người ta mấy tháng rồi là cũng gần cả 100 triệu á tía. Dạ tía ơi, bây giờ tụi con hết điều kiện rồi, không biết sao góp cho người ta luôn á tía. Dạ. Mày nói cái gì? Con, tụi con không còn điều kiện để mà góp cho người ta nữa. Tía chỉ cách cho con góp cho người ta đi tía. Mày đem tao mày góp được không? Trời ơi. Dạ không được đâu tía. Tía giỡn ngoài góp. Góp tía cho người ta chứ người ta giết con luôn á tía. Sao vậy, sao giết con? Dạ chị tía nghĩ tía là hàng hiếm mà. Hiếm đúng rồi. Dạ hàng hiếm nhưng mà người ta không có quý tía à. Dạ. Nó nói đúng á. Dạ. Nó nói đúng đó. Bây giờ á, bây giờ sẵn tiện á, tía má có nhiều tiền vậy, tía má mua đồ tặng tân gia cho tụi con không mà hơn 100 triệu rồi. Thì cái chuyện mà tía má giúp tụi con thêm 100 triệu nữa con nghĩ không thành vấn đề gì hết. Cho nên là tụi con mừng lắm. Tụi con cảm ơn tía má trước đã giúp đỡ cho tụi con. Trời ơi, 100 triệu đâu mà giúp. Dạ có, tại vì mình mua gì thôi mà đã hơn 100 triệu rồi. Bây giờ má má nghe con chia sẻ nè. Bây giờ tụi con đang thiếu 100 triệu ngân hàng ha. Thì bây giờ tía má cho tụi con 100 triệu để mà trả ngân hàng. Rồi tía má cho con 500 triệu nữa để làm ăn nữa. Trời ơi, đã em. Sao đã. Dạ. Tôi dặn em rồi, cái gì cũng phải từ từ bớt bớt lại làm. Thôi bây giờ má nói gì? Tía má có tiền mà. Ba ơi, bây giờ tía má sẽ giúp đỡ cho con 100 triệu trả lại. Nhưng mà trước khi giúp là con giúp cho ba tía má 100 triệu trả tiền ngân hàng đi. Ủa từ ngân hàng gì má? Ủa ngân hàng gì vậy, má? Ba mày đó, ba cái đồ đạc này nè. Mua ở đâu biết không? Tiền đâu mua biết không? Dạ tiền không? Học sách của bà tám nổ, đi theo bà học nổ hả? Hư sanh thật. Bây giờ lên đây tao biểu mua bánh ít bánh tét, đem cái đồ quê nhà lên cho con cái dưa mắm lên nó thích ăn đem lên được rồi. Không nổ nổ, sợ mắc cỡ với người ta sĩ diện hảo. Vừa lòng ông chưa? Tất cả cũng do sĩ diện hảo học đua đời rồi đem cầm bằng khoáng đất. Hả? Hả? Cầm bằng khoáng đất. Tía ơi, vậy là tiêu rồi.